mà ở gần với nhau Dạ. ấy thì mới là điều quan trọng. Cho nên là em biết là hoàn cảnh cô hiện nay thế nào, cô ở với ai, có con có cái gì không? Đang ở bên nhà ngoại ạ. Ừ. Cô có làm gì không? Làm công ty hay làm nông hay làm ruộng hay là Cô cũng giáo làm viên? công nhân, nói chung là cũng đi lao động ạ. Ừ. Việc đầu tiên này này, dù cô vào trong đấy đi, đất nào cũng là đất nước ta, và trong ấy đôi khi cũng dễ làm ăn, cô phải làm ở gần. Đầu tiên cô thuê trọ ở công khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương gì đó, không đi làm xong rồi nó phải có cái va đập cọ xát, tuổi cũng toàn ba mấy 40 rồi, không ngồi đấy mà chat chít trên mạng được nữa nhá. Đấy nó chỉ là cái ban đầu để đẩy cho hai biết nhau. Còn nếu tính nghiêm túc thì này, anh thật sự là ví dụ nói với cô rằng là chúng ta nếu có tiến tới thì chắc là sẽ không sống được ở làng. Anh thì anh chốt ở trong này rồi, bố con ở trong này rồi, mà quay trở lại làng thì cũng có dư luận nọ kia. Chứ còn anh em mình chả họ hàng hàng không gì, kết hôn chả có vi phạm cái gì cả. Thế thì em có muốn rằng vào đây để anh em mình gần gũi, để tìm hiểu nhau nó kỹ hơn trước khi chúng ta quyết định một cái rất là quan trọng không? Mình có thể rậm rạp mình hỏi cái công ty nọ công ty kia để cô vào trong thì cô làm thuê ở đâu chả giống nhau đúng không? Thế xong rồi thời gian đầu tôi có thể cô vào trước, rồi con vẫn ở với bà ngoại, trong thời gian sau nó khấm khá ổn định rồi thì mới đưa cả con cô vào, rồi mới thấy rằng ôi cũng chịu thương chịu khó làm ăn cùng người làng ta cả, cũng quen biết rồi, hiểu biết nhau rồi. Rồi dần dần thì cô chả thèm ở nhà thuê nữa, thì cô về cô ở với bố con mình để nâng cái mối quan hệ lên tầm cao mới, coi như để cô đỡ tốn tiền thuê nhà trọ vân vân. Rồi đến lúc mà thật sự thấy chốt rồi thì các em cứ làm thôi, trước hết mình cứ làm theo đúng pháp luật. Chứ còn đợi về ra mắt các cụ rồi hỏi ý kiến các cụ thì mình thứ nhất là mình cũng là chuyên đò thứ hai, thứ hai là mình cũng là người đàn ông gần 40 tuổi rồi, quyết định được rồi. Ôi rồi mai kia bây giờ có con nó bế về ra mắt một thể, còn chúng con lấy nhau trong cái đăng ký kết hôn rồi, cưới ở trong rồi, cơ quan công ty cưới cho. Xong đợt này nhà con lại đang có mang thai, đang có bầu cho nên là chưa về được, đợi cháu cứng cạp mới về, làm chuyến xe về cả hai nơi. Mình phải làm những chuyện đã rồi, sống chiến đấu và lao động học tập, đầu tiên là cứ phải theo pháp luật đã nhá. Thế còn thì bây giờ thì hãy còn 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 rất xa để mà nói rằng hai đứa có lấy được nhau hay không, bởi vì nó cứ chat chít trên mạng, gặp gỡ nhau chưa nhiều, va đập chưa nhiều. Hai người đang cô đơn rất dễ có thể đẩy vào nhau, nhưng mà rồi ở gần nhau rồi mới thấy tính xấu tính tốt nó nảy ra. Thế rồi phải có cái sự cọ sát rồi thì chúng ta mới đi đến quyết định được nhé. Bạn đã nghe rõ từ chứ? Xin chào bạn nhé. Dạ vâng em, Chúc bạn xin cảm may ơn mắn và hạnh tiến phúc. sĩ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Đà Nẵng. Alo, Đà Nẵng đâu ạ? Alo, Đà Nẵng đâu rồi? Dạ Đà Nẵng đây anh. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ em hỏi nó liên quan đến cái chuyện cũng hơi tế nhị với anh. Em Ừ. có một người người vợ em cưới năm nay em được 7 8 năm rồi. Nhưng mà trước khi em nói không phải là em là một người nhỏ mọn đã ích kỷ, nhưng mà tại vì vợ em nó vì em quá yêu vợ em, nhưng mà vợ em nó là nó kể cái quá khứ của nó cho em nó không quá tỉ mỉ anh. Muốn quên đi thì em muốn bỏ qua cho vợ em lắm, nhưng mà em không thể nào quên được. Thế à? Mà em vẫn yêu vợ em vẫn chăm sóc, không lo đầy đủ, không thiếu một cái gì. Nhưng Rồi. mà rất tiếc là không phải là em đòi hỏi là vợ em làm vợ em phải phục trinh. Nhưng mà rất tiếc là vợ em đã đi là kể những cái chuyện tỉ mỉ, như chẳng hạn như nó quan hệ với thằng đó, nó đứng hay nó ngồi, nó cởi quần hay không cởi quần, em đau khổ vô cùng. Là em yêu người ta em không thể nào quên được. Lấy nhau bao Giờ nhiêu lâu rồi? 8 năm và 8 Thế 8 là 9 năm. cái chuyện cô ta kể là 8 năm trước hay là mới kể gần đây? Kể 8 năm trước anh, trước khi cưới nhau anh. À thế sau cái lần ý kể xong thì thỉnh thoảng từ ngày đó đến nay cô ta thỉnh thoảng có kể lại không? Không không, nhưng mà em không À thể quên được. rồi, Em tức là cái tự giữ trong lòng em mà mà cái cô em ấy lại thật thích thà bà lắm quá anh. đúng không? Mặc Em dù là là bạn cũng không phải khắt khe là cưới một cô gái còn trinh nguyên, thế nhưng mà cái việc mà cô ta tường thuật lại cho bạn biết là cái lần quan hệ với cái bạn trai cũ ra làm sao khiến bạn bị tổn thương nặng nề trong 8 đúng năm đúng qua. đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đúng anh không? đúng rồi
em không nhất thiết là người vợ anh em phải là phải còn tin hay là quan hệ với người ta bao nhiêu lần rồi, quan trọng cái gì đó, nhưng mà quan trọng là khổ nỗi cô ta thật thà quá, chi tiết quá, chi tiết quá làm em đau khổ. Thật thà quá lại còn tả rất là chi tiết về cái việc quan hệ ta làm sao như thế nào đúng không? Em hỏi gì nói đó, mình hỏi cái gì sang cái đó rồi, tôi hiểu rồi, là quan hệ với em như thế nào rồi, có cái quần người không người, rồi đứng hay ngồi hay nằm hay như thế nào, rồi người ta nói như thế là chuyện vợ chồng. Rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, bạn không phải kể chi tiết lần nữa làm gì cả. Lúc này mà giờ lỡ vậy. Rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, rồi, chào em. Dạ, chào anh Đinh Đoàn. Lấy nhau 8 năm. Fan của anh đấy. Rồi, cảm ơn. Dạ. Nhưng may mày đừng có kể chi tiết gì. Lấy nhau 8 năm rồi, có bé chưa? Mấy đứa rồi? Dạ, 2 đứa anh. Năm nay năm thứ 9 anh. Một đứa 8 tuổi, một đứa năm nay 5 tuổi. 5 tuổi, đứa trai đứa gái anh. Từ ngày lấy cô ấy đến giờ em thấy cô ấy có được không? Ví dụ như hình thức được không? Quá tốt anh. Của hình thức tốt này, công ăn được làm. Nói chung là vợ em là chỉ trừ cái quá khứ là kể dài là sao không biết, mà kể chi tiết em ra thì cô ta sống với gia đình thì quá ok. Ồ thế hả? Dạ. Thế công ăn việc làm tốt này, sinh 2 đứa con này, sống với gia đình này tốt này, có công ăn việc làm, chịu thương chịu khó này, hình thức thì anh bảo quá ok này, đúng không? Dạ, biết đối xử cha mẹ với chồng với con với anh em bên chồng và bên nói chung là gọi hai bên rồi vợ em là đối xử ok. Nói thật ra thế này, chuyện thì nó cũng qua rồi, thế thì bây giờ mình cơ bản mình nhìn nhận về chuyện đó theo hướng tích cực thôi. Bây giờ một con người không có một ai toàn diện cả. Ban nãy anh muốn hỏi về cô ấy từ cái lúc mà lấy em đến giờ thì thấy em kể là hình thức được rồi, tốt rồi, đối nội đối ngoại, công ăn việc làm như con. Vậy thì nếu mình có chấm điểm thang điểm 10 thì cô ấy được 8 điểm đúng không? Bị trừ mất 2 điểm thật thà. Nếu như cô ấy mà không thật thà thì được điểm 10 đúng không? Thế nhưng đây là giống như kiểu làm văn là viết chữ xấu á. Bị cô giáo văn thì rất là hay, chữ không được đẹp nhưng cô trừ mất 2 điểm. Thì đây nên mình chấm điểm. Thay vì được điểm 10 thì được điểm 8 thôi vì trừ mất 2 điểm thật thà. Đây là mình trừ hơi quá tay, chứ còn thì thật thà thật ra nó cũng là một đức tính tốt. Mình vẫn dạy con mình là có nào phải khai hết cho ba biết, có gì phải nói với ba, không được giấu ba điều gì, đúng không? Mình vẫn dạy nhau thật thà. Thế thì cô là một cô gái lớn lên từ trước giờ, có thể sinh ra trong một gia đình được giáo dục là thật thà. Thôi thì chuyện đã qua rồi, có lỗi có lầm thì kể đi, để người yêu người ta đến sau người ta cũng biết như thế để mà chấp nhận đấy. Em chả giấu giếm anh gì, em mới có quan hệ có 2 lần, lần trước thì thế này, lần sau thì thế kia. Chứ không có giấu giếm. Anh nghĩ là thà thế còn hơn cái cô nào đấy, cô ấy đi có 5 đời người yêu mà đời người yêu nào cũng rất là sâu sắc rồi, nhưng mà khi mà mình hỏi cô ấy nói là dạ em chưa biết gì, em đây là lần đầu, em còn ngại lắm, eo ơi sợ lắm. Đấy, cái đấy còn đáng sợ hơn là cái sự thật thà này, đúng không? Tất nhiên là cũng là một bài học lưu ý, rút kinh nghiệm cho chị em phụ nữ rằng liên quan đến vấn đề tế nhị, đàn ông hay nhạy cảm lắm, cho nên mình tả lướt lướt thôi, chỉ cần nói rằng là thật sự ra em cũng không còn anh chị nhớ anh Bình Đoàn, giá như em làm đây nhiều, em ao ước em sống ngày xa mà em đi cái xa có một mình em, giá như em ao ước kêu tại chi mà vợ em nó chỉ nói là em chỉ lỡ quan hệ với người ta 1-2 lần rồi thôi, chấp nhận thì em đỡ khổ biết bao nhiêu. Em không nhất thiết là 10 lần cũng được, không sao anh ạ. Thôi được rồi. Vợ em xong. Em ơi, chúng ta không thể ước lại được quá khứ, cái thứ đã qua rồi không làm lại được. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn nhận nó theo cái khác vậy thôi, đúng không? Ước thì có thể ước thế, chứ ước cả ngày nó cũng có thay đổi gì được đâu. Vậy thì nhìn thứ nhất là vợ mình là dạng thật thà thôi, thà thật thà thế, còn hơn là mấy anh cô giả vờ giả vịt đóng kịch, diễn,
đã rất là kinh khủng rồi, nhưng mà lại còn cứ giả vờ như còn trong trắng thì còn kinh hơn. Đấy là cái thứ nhất mình suy tập nghĩ. Cái thứ hai là ừ rồi ôi cô biết bao nhiêu điều tốt thì phải có một cái điều nó chưa được hoàn mỹ chứ, con người lấy đâu mà toàn diện cả. Mình cũng thế thôi, mình cũng có đâu được điểm 10, thôi trừ cho cô 2 điểm đi còn được điểm 8, trong học tập điểm 8 được xếp bước đầu là loại giỏi rồi đấy. Đúng không? Thế thế thôi, còn bây giờ thật ra quá khứ đã qua, tương lai thì cũng ngày mai ngày mốt sẽ tới. Chú ý đến hiện tại, chịu khó mà làm mà ăn để vợ chồng nuôi con, rồi nó có kinh tế nó khá giả một chút, thỉnh thoảng đi đây đi đó, chơi bời giao lưu cho nó vui. Tương lai nó ở phía trước, còn bây giờ mình cứ ngồi mình dằn vặt về cái quá khứ thì nó cũng chả thay đổi gì được, đúng không? Mà rồi đôi khi ấy, việc đầu tiên ấy, cô thì cô là người vô tư, nói xong cô quên, nhưng mà mình 8 năm nay là mình ôm cái áy náy đó ở trong người, giống như là mình ngậm một viên thuốc độc ấy, nó chưa Mà chết ngay nhưng mà nó cứ rướm dần vào cổ mình mỗi ngày một tí rồi mình mệt mỏi. Rồi, Cũng là bạn đã nghe quan rõ được. tại mà thật quan là em đau khổ á. Em đau khổ vì cô ấy kể quá chi tiết luôn, từng Lỗi chi tại tiết đến em, một. thứ nhất là em hỏi, thứ hai là em không dập ngay từ ban đầu, anh biết thế thôi, em không cần phải kể chi tiết, nhưng mà lại còn ngồi thế nó cởi thế nào, thế thì cô chả mô tả à. Cho nên là mình đã không muốn nghe điều gì thì mình phải dập đầu, anh không muốn nghe gì hơn, anh chỉ biết rằng là lúc này anh yêu em và quá khứ của em, anh hiểu rằng là em không còn trong trắng, thế thôi đúng không? Từ nay thì anh không muốn nghe tiếp, em phải chốt lại chứ. Thôi nhưng mà Sao chuyện đã nó qua cứ rồi, khiến em mà hy tò vọng bạn mò sẽ khó bình tâm chịu và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống nhé. Xin chào á. bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Hello, Nam. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, em có thể dụng em được 3 năm rồi ạ. Vâng. Thì khi mà em có khi em bé đến giờ, chồng em cũng khó chịu với em với cả. Khi mà nói chuyện cứ chia sẻ thì không bao giờ chia sẻ cái gì cả. Mà cái gì cũng nghe nghe mẹ chồng em nhá. Vâng. Thì là bà sai. Thì em có gì thì gì mà bà mắng em. Nếu em nói em nhưng mà em nghĩ là chỉ phân tích cho bà thôi, thì bà mắng em mọi kia thì nhà em cũng bác Vâng. sĩ ơi, cho tôi hỏi thêm tí, cháu nó ăn khỏe lắm bác ạ, nhưng mà nó lại Vâng. không chịu ăn rau. Vâng, trong cái chuyện dinh dưỡng của nó thì mình phải làm dần dần thôi, và chị sẽ phải có nhiều cái cách. Bây giờ bắt đầu nó lớn rồi, mình sẽ nói chuyện với nó, để con chị nó nói chuyện với nó thì nó sẽ thay đổi thôi nhé. Thằng đấy cháu ăn khỏe mà lại không chịu ăn rau Thì đang thì tuổi lớn mà nó bà, nào được bác mà sĩ tuổi lớn thì cần năng lượng thì phải ăn nhiều thịt là đúng rồi. Còn Vâng, nó đòi nếu ăn nhiều mà thịt đấy ạ. vâng, còn nếu mà muốn trẻ ăn rau nhiều hơn thì chắc là bà phải biết cách chế biến để làm thế nào mà trẻ hấp dẫn với món rau của bà nhá. Chào À, chị. thế chào bác sĩ với lại chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào Gia đình chị. xin cảm ơn nhá. Dạ vâng, cảm ơn gia đình Vâng ạ. Vâng, ạ. thế tối nào ông bà cũng nghe à? Vâng, tối nào tôi ông bà tôi nghe. Ôi rồi Dạ vâng. ấy lắm, hâm mộ cái chương trình này lắm. Dạ vâng, có hâm mộ anh Đinh Đoàn không ạ? Có Thế à, thế nhớ cái không đoạn nào mà anh Đinh Đoàn tư vấn nhất không? đây thì báo cáo với anh Thành Văn là chúng tôi là chưa chưa phải đến bác binh đoàn tư vấn cái gì cả. Rồi, để khi nào hai ông bà mâu thuẫn ý, hoặc là ông Vâng. đi với bà nào khác ý, thì là gọi cho anh Đinh Đoàn nhá. Đúng rồi, hôm nào mà ông là đi đi với bà nào thì mới gọi cho ông Minh Đoàn Dạ tư vâng. vấn cho. Chào chị nhá. Vâng, thế chào anh Thành Văn Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhá. Hoàng Thúy Hải. Vâng. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, có thể thấy rằng từ nãy giờ chúng ta lại tiếp nhận hai câu hỏi của các thế hệ ông bà hỏi cho cháu. Thì có thể thấy rằng là cái việc mà bố mẹ gần gũi và chia sẻ với con cái nó hơi bị mờ nhạt đúng không ạ? Trước tiên thì trong một chương trình của chúng ta đã có hai cái vị khách gọi đến là do ông bà mà quan tâm đến chuyện của các cháu của mình Vâng. và vắng bóng người bố người mẹ, nhưng thực tế ở trong cuộc sống thì cái tình trạng mà vợ chồng trẻ đi làm ăn ở xa, Vâng. thế xong đẻ được đứa con thì đưa về cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại nuôi nó quá phổ biến ạ. Vâng. Đấy, ngoài Bắc mà kéo nhau vào trong làm trong Bình Dương, Bình Phước xong rồi Tết mới về. Thì tôi thật sự là hơi hơi lo lo một chút thế này. Trước hết là về mặt cái tình cảm ấy. Vâng. Thế thì cuối cùng thì sau này chắc là con nó chả nhớ gì bố mẹ. Chắc may còn con nó nhớ đi ông bà nội. Ở ngoài Hà Nội thì cái đoạn là hỏi con cái rằng là con yêu
yêu ai nhất thì con yêu bác giúp việc, bởi vì bố mẹ đi từ sáng đến tối và chăm sự nhờ bác giúp việc. Bởi vì người ta gọi là xây dựng cái mối quan hệ thì phải gần gũi, phải chăm sóc, phải hàng ngày ở cạnh nhau thì nó mới tạo ra được cái sự gắn bó. Thế đây chắc chắn là bố mẹ đẻ rồi là con của ông bà chứ chắc không phải con của bố mẹ đâu. Cái thứ hai là đấy, nếu như còn bé mà mọi người chỉ nghĩ chuyện là thôi cứ gửi mỗi tháng 4 triệu, 5 triệu cho ông bà lo cơm nước cháo cho các cháu, thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất đơn giản là đấy là chăn nuôi chứ không phải chăm sóc và giáo dục. Cũng là hoàn toàn lo vấn đề đủ tiền ăn, đưa 6 triệu hai đứa mỗi tháng. Thế là thậm chí có đôi vợ chồng trẻ nói rằng em đóng cho bố mẹ, em nộp cho bố mẹ em 6 triệu để em gửi hai đứa con, mới lo được mỗi cái phần xác thôi. Mà không biết rằng là trẻ nó cần rất là nhiều thứ, mà đặc biệt là đến cái tuổi dậy thì thế này. Ông bà vừa giờ thì 68, ban nãy thì ông 65. Là một thế hệ tương đối cũ rồi. Lại cứ lấy từ mình ra rằng là bà nói là ngày xưa bà gần đi công tác, bà mới dậy thì mới có kinh, bây giờ cháu nó mới 10 tuổi mới có, thì bà tức là đối với bà rất là lạ. Nhưng nếu đây là bà mẹ 9x hoặc là những bà mẹ 8x, các bà mẹ mà đọc rất là nhiều ở internet, rồi các bà mẹ dùng ngay ngay Facebook, Zalo, thì cái thông tin cái chuyện về dậy thì sớm là các bà mẹ trẻ không lo đâu. Đúng rồi. 9 tuổi, 10 tuổi thì dậy thì chắc chắn là cũng không phải đi hỏi bác sĩ, sẽ biết cách làm cái nọ cái kia, bởi vì cái khoảng cách thế hệ nó quá xa. Thế còn nếu nó gần thì chắc là sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Vâng. Chúng ta cũng mới chỉ hướng dẫn các bà về cái chuyện là đừng lo. Nhưng mà rồi đây, một đứa trẻ dậy thì không chỉ chuyện kinh nguyệt mà bắt đầu sao xuyến chứ. Bắt đầu lớp 4 nằm đấy mới nhớ bạn trai. Vâng. Chắc chắn nó thôi thúc ở trong người. Thế và rất dễ trở thành đối tượng bị xâm hại tình dục. Vâng. Vì bản thân cái cháu nó có cái thích cơ. Thế xong một ai đó lớn lớn mà dại dột mà sang chơi với anh hàng xóm 15, 16 mà nói rằng yêu yêu, xong anh cầm tay, xong anh ôm ấp một chút là không phải như bé để mà sợ đâu. Đây mình lại dậy thì rồi, lại còn trũng cao rồi, lại có kinh rồi, trong lòng lại có tí sao xuyến, và người khác thì nói là yêu, cái là sẵn sẵn đàn yêu. Vâng. Và từ cái đó thì dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. Giá như được gần bố mẹ, đặc biệt là mẹ trẻ, mẹ sẽ hướng dẫn con là không cho ai đụng vào nha. Đụng thì con phải đập cho nó một phát, con hô thế này, con chạy thế kia, có chuyện gì ai đấy bắt nạt con và sờ soạng ở chỗ kín hay cố tình đụng chạm, con phải nói với mẹ. Ví dụ như thế, bà già tôi nghĩ chắc giả nói cái điều đó đâu, chỉ có nói là sao mày ăn lắm thịt thế, mày không chịu ăn rau, chỉ lo đến ăn thôi. Thì cuộc sống thì nó muốn bào tôi thì cũng chẳng dám kêu trách gì bố mẹ, bởi vì có lẽ cũng vì thì mưu sinh thôi. Nhưng mà mỗi gia đình hãy cân nhắc đi, khi mình sinh ra con, đích cuối cùng của cuộc đời là gì? Đi kiếm được tiền, xây dựng hạnh phúc cho con nó được ăn, được học, để sau nó trở thành người lương thiện, có cuộc sống tử tế. Thế mà cứ bỏ đi hết thế này, nhiều trường hợp là kiếm được cục tiền mang về thì con hỏng hết rồi. Vâng. Lúc ấy thì tôi nghĩ rằng cũng chẳng bất hạnh, tiền nhiều để làm gì, đúng không? Dạ vâng. Lúc đấy thì bác sĩ Hải cũng rất là chu đáo là có hướng dẫn bà cách con bảo vệ để tránh xâm hại. Bởi vì là ở tuổi mà con đã dậy thì như thế thì cũng có thể mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất là khó khi mà bà truyền đạt những kiến thức đó cho cháu gái của mình. Đúng ạ. Vâng. Và thực sự là mình cũng rất là lo lắng trong những cái trường hợp như này, đúng như anh Đoàn nói. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn bám vào một chút cái hy vọng là cháu bé này nó hoàn toàn nó không bị bỏ mặc, và nó không bị một mình, nó phải tự phải đối mặt với cái sự thay đổi của nó, tự phải đối mặt với cái việc không biết là mình sẽ chăm sóc như thế nào, không biết mình bị cái này ra làm sao, có phải là vấn đề bình thường hay không, hay là lớn lên một chút nữa nó sẽ không phải tự đối mặt với cái việc là ứng xử như thế nào với các cái mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với bạn khác giới. Dù sao thì thôi, trong cái rủi còn một tí cái may, tức là nó cũng còn có ông bà. Vâng, nó còn có chị nó. Vì vậy mà mỗi một gia đình chúng ta sẽ cố gắng là cân nhắc tất cả những cái vấn đề, mình không dám gọi là lợi hay là hại đâu, nhưng những vấn đề nào nó có thể bớt nguy hiểm, hay nói cách khác là những cái thể nào mà nó thuận lợi nhất cho con mình, thì mình đặt nó lên bàn cân để mà cuối cùng mình lựa chọn những cái giải pháp nào mà có thể an toàn cho con mình nhất, anh ạ. Về cái thứ hai nữa là giả sử không được như thế nữa thì tất cả những cái người xung quanh vẫn có thể đi cùng để mà hỗ trợ. Trong trường hợp như thế này, có thể là
bà cháu như thế cũng đã là quý lắm rồi anh ạ. Vâng, rồi còn chị gái cháu nữa. Và tất cả những cái người như thế, nếu như mẹ cháu thật sự ở xa, không thể nào mà ở gần cháu được, thì những cái người còn lại, những cái người ở cùng với cháu mà quan tâm đến cháu, thì tôi cho rằng nó cũng là những cái kênh rất là tốt. Tuy nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn là không gì mà có thể gần gũi với con, không gì có thể hiểu con và không gì có thể trợ giúp được cùng với con chính là cha mẹ, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì chúng ta đang biết rằng là có một thính giả đang chờ. Và đây là thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, đúng rồi, em ở Hải Phòng ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là em đang bị, cứ đợt vừa em đăng ký lâu rồi, thời điểm em đang bức xúc. Nhưng hôm nay là vợ chồng em nó nói thế là coi như là xong rồi. Nó chạy theo tình yêu. Rồi. Em đã ngăn cản, em phát hiện ra là quá muộn bởi vì em mãi làm ăn. Rồi. Thế là mâu thuẫn gì thế? Nó đi bổ bịch mấy năm nay, nó cứ đi em bổ là mày bắt được tao trên cái trai trên cái dưới, mày xử kiểu gì cũng được. Rồi. Nhưng mà bắt làm sao được, em biết được làm sao cái phía đằng kia nó ai mà em bắt được. Rồi. Chỉ nghi ngờ thôi. Thế là lấy nhau bao nhiêu năm mà lại thế? Em năm nay là 44 tuổi, mà chúng em lấy nhau năm 23 tuổi. Năm nay là con em năm nay là tầm 21 rồi, nó đại học năm thứ 2. Rồi, thế bây giờ bỏ nhau rồi à? Giờ có nghĩa là muốn em không ra tòa đâu, nên nó theo dài tự đi cứ đi thôi, em không ra tòa, em chẳng làm điều gì sai. Vợ bao nhiêu tuổi? Vợ là sinh năm 82, năm nay là 41. Nếu em 44 thì nó 41, còn nếu nó tuổi chính thì em 43, nó là 40. 40 tuổi. Và bây giờ bỏ nhà đi theo giai rồi? Không phải, bởi vì cứ bức xúc cho gia đình, bởi em biết cái sự thật mà chính thức là em cứ nghĩ là nó là 2-3 thằng. Thì sau này nó ghen nhau, nó vỡ nở ra, nhưng mà không phải nó trung thành một thằng. Nhưng mà nó điện, nó nhắn tin vợ của một thằng kia nó phát hiện ra, nó vỡ nở ra rồi. Tóm lại là bạn thì ở quê ở Hải Phòng đúng không? Và cũng là ở... Phạm Văn Dưỡng ở quê ở Cự Lai Dũng Tiến với ở Hải Phòng. Rồi, chứ không phải là không phải là đi làm ăn xa ở đâu cả đúng không? Vợ gần gũi luôn. Rồi. Và bây giờ thì vợ thì đang ở đâu có biết không? Về bên ngoài đi. Còn trước mắt đi đâu thì em không còn biết. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với em. Lời khuyên là em xử lý như thế có đúng hay sai? Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, chào em. Buồn không? Buồn quá chứ. Buồn quá. Người thân trong mình mà đâm mở nhát ra sau lưng buồn quá chứ. Đúng rồi. Mới có 44, bà xã thì nếu mà tính theo tuổi dương năm nay, sinh năm 82, năm nay mới có 40 tuổi mà đã. Em là 43 thôi. Một người 40, một người 43, lấy nhau 21 năm, con cũng 21 tuổi rồi. Mà lại ở cùng nhau chứ chẳng phải đi ở xa gì, tưởng là em mình không làm ăn xa gì cả, chỉ gần thôi, không xa gì. Mình có nhận ra cái gì không, chẳng hạn vài em năm nhận được, bởi vì là em thì tham làm lắm, em làm lam lũ và có những lần nó điện Zalo với nhau ngay sau lưng quả con trai chứng kiến, mà con trai này lúc ấy bênh mẹ không dám đứng chứng kiến cái chuyện đấy được. Xong anh vợ với em vợ sang, em gọi điện sang bên ngoại thì anh vợ anh dạng xem bảo là sang bảo là bố mẹ già rồi, đừng cho bố mẹ chuyện đấy, có gì đúng biết nói cho anh giải quyết là được. Ừ. Em vợ thì sang bố là chị đùng đùng thay quả mang quả não về. Anh vợ bố chú hèn thế, anh như thế anh đuổi lâu rồi. Thôi, anh ấy mặc dù là anh vợ nhưng mà đứng về phía đàn ông đúng không? Cảm thấy cũng tội nghiệp cho người mình. Người đàn ông cao lắm anh. Tốt. Anh thì không muốn nói hỏi chi tiết nữa, bởi vì em đã nói rằng là cô đã nhận lỗi hết. Vâng, cô nhận, đã nhận mấy em là đi bờ đê đi nhà nghỉ bao nhiêu lần rồi, nhưng mà không hết được, bởi vì những thời đấy, bởi vì em biết là mắc từ lưới tình thì nó thay lắm, không thể rất ra được. Ôi, thế em thì đã em nhận biết về sau rồi, muộn một năm rồi. Bên giờ thì em có biết là cụ thể có vợ mình có gian díu với người đàn ông cụ thể nào không, hay là cứ đủ loại đối tượng? Nó rồi, nó phải chừng, nhưng mà sự việc này nó sống, nếu mà cảm còn sống nhau nó cắn rứt lắm ba. Rồi. Tạm thời ly thân cho mình đỡ ngứa mát đúng không? Cô ấy về bên ngoại. Tạm thời, hôm nay là em bỏ xác định nó bước chân ra khỏi cổng đi là đi luôn, không phải không tiện là tạm thời ly thân đó. Là thôi luôn. Em còn đang rất là thất vọng và thực ra đang rất là nóng, đang nóng. Đúng là nóng. Điên lên là dễ chạm lòng tự ái, là nhất là bét lắm. Cho nên là đúng là em cũng tỉnh táo rằng là
là thôi cứ tránh mặt lúc này đi cho nó đỡ, vì mình nhìn thấy mặt, cái nét mặt lại cứ vênh vênh lên, lại còn thách thức rằng là tao đi với dai đấy, mày đã bắt được chưa, chưa trai trên gái dưới, à, đừng có mày vân vân là động ai đi chết cơ bác ạ. Thì rồi đôi khi có những người đàn ông không làm chủ được, lại có tí rượu tí men và rồi gây án mạng. Em đang nghiện rượu mà. Thôi tạm thời trong trường hợp của em thì cũng là khôn ngoan, đó là giãn ra, chứ nhiều trường hợp là còn kiên quyết không cho vợ ra khỏi nhà cơ. Còn đây thì thôi, cô đi đâu chăng nữa mình cũng có thời gian, thứ nhất là mình bình tâm, mình ngẫm lại xem là vợ hư thật hay là mình cũng vô tâm, bởi vì mình sống cạnh vợ mà vợ ăn có bồ 3-4 năm, và khi đàn phụ nữ có bồ chắc nó cũng phải có hẹn hò rồi, nó cũng phải đúng rồi, không phải em vô tư đâu, em đã phát hiện từ lâu rồi, xong rồi nó đi nó sánh, nó bỏ giá, nó lấy chồng muộn đi nữa, nó gặp người đàn ông tốt hơn em, xong là nó so sánh loạn mọi thứ, em cũng nghi rồi, nhưng mà chờ bắt quả tang thì em không biết đối phương kia là ai, em chỉ theo mình nói thằng đằng sau kia nó biết thừa, nó tránh luôn thì nó không thể bắt được rồi. Thế là em bổ là thôi kệ nó, để tự sớm muộn nó sẽ vỡ nợ ra. Vỡ nợ ra là đến bây giờ là hơn 3 năm. Trời ơi. Vâng. Thế mình cũng là cái người mà cũng gọi là bình tâm kiên trì, chứ còn để đợi mà bắt được quả tang thì khó. Không bắt được. Không thể bắt được đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ thế này, các con thì một đứa 21, một đứa bao nhiêu tuổi? Một đứa năm nay học 7, một đứa năm nay đại học thứ 2. Rồi, đại học năm thứ 2, một đứa 7 tuổi. Các cháu nó đều lớn, nó đều hiểu chuyện rồi. Vâng. Thực ra thì không phải nó bênh mẹ nó đâu, mà nó biết rằng nếu như mà chuyện này đến tai bố thì chắc cái nhà này tan, mà nhà tan thì nó cũng chẳng sung sướng gì khi mà lại phải lựa chọn theo bố hay theo mẹ. Cho nên là các cháu mình đừng có nghĩ rằng là nó vào hùa với mẹ nó che giấu, mà nó chỉ muốn rằng là nó không muốn cái nhà này mất. Không, em biết điều đó rồi. Hôm qua là vợ em tự khai hết mọi chuyện, đi bờ đi nhà nghỉ khai hết. Thế là nó bảo là bây giờ tao với bố mày chia tay thì đứa nào đi theo tao, có nghĩa là đến tòa di lị. Đến đức này, mức độ này là em không ly dị, mà em chẳng làm điều gì sai, em không ly dị. Mặc xã hội muốn đến chuyện gì thì đến. Rồi. Em cứ ở nhà em nuôi con em. Đây thứ tạm thời mình nghĩ thế, nhưng mà rồi nếu như một mai thật ra người phụ nữ mà đôi khi vướng vào lưới tình cũng dại dột lắm. Người ta ăn vụng thế thôi, người ta chỉ thích đi ngủ với mình vậy thôi, chứ còn nếu bây giờ mà cô lại bỏ chồng bỏ con xong trở thành người phụ nữ 40 tuổi lang thang ấy, mà sẽ thành đĩnh đường ngay, không có ai người ta lấy một cái người đàn bà mà lại có bỏ chồng với lại có 2 con lớn như thế mà còn đi theo trai. Cho nên là đàn ông thì sẵn sàng là nếu mà dễ dãi thì người ta sẽ vui vẻ với, nhưng mà để tiến xa và có chuyện xây dựng mối quan hệ tình cảm thì chắc là khó đấy, đúng không? Đúng rồi, lâu dài là không có. Nhưng mà bây giờ là đang nói rằng vợ em là lấy chồng quá sớm, trong bây giờ bắt đầu nó hình như nó bây giờ mới lớn. Sinh được 2 đứa con bây giờ bắt đầu nghĩ đến cái chuyện nọ chuyện kia. Thôi, trước mắt thì tạm thời như thế, nhưng mà nếu như có được cái công việc gì đó, bởi vì em cứ ở nhà xong em ngồi em nghĩ nó cay, mình thì tham làm rồi mình vun vén cho vợ cho con, mình chẳng cờ bạc rượu chè, thậm chí mình chưa bao giờ gái mú gì, thế mà vợ nó lại hư như thế, mình cứ ngồi mình ngẫm mình cay rồi mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mình sẽ không làm ăn gì được nữa. Lắm lúc em muốn còn chết luôn trước luôn. Thôi việc gì phải chết em ơi, vì gọi là lỗi đến đâu thì xử đến đấy, hư thì bỏ là cùng, chứ việc gì mà bị đời mình phải chết thì cũng lại sướng. Nhưng mà cay đắng lắm chuyên gia, cay đắng lắm, bởi vì người đâm sau lưng mình cay đắng lắm, không thể chấp nhận được những chuyện như này. Rồi. Em còn nói được câu đấy nghĩa là cũng chưa chết được, không sao đâu. Đúng rồi. Bây giờ thì em phải cố gắng sống để nuôi con em. Rồi, cố gắng sống tốt để nuôi con nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, em chào anh chị ạ. Vâng. Thì câu hỏi của em gọi đến chương trình thì em năm nay 34 tuổi. Vâng. Em năm nay 33 tuổi ạ. Vâng. Thì chúng em mới kết hôn được 3 tháng nay ạ. Trước đây em chưa kết hôn ấy, thì cái nhu cầu sinh lý nó cũng cao ấy. Vâng. Nhưng mà từ khi em lấy vợ và dính luôn cái đợt thì em bị Covid. Thế à? Thì em thấy sức khỏe là nó không có ham muốn tình dục nữa. Thế à? Vâng. Khi mà có quan hệ thì nó có 2 trường hợp. Một lúc thì em đang quan hệ thì nó tự nhiên nó xì và không muốn quan hệ nữa. Rồi. Mặc dù mình rất muốn. Rồi. Có lúc thì nó lại có quan hệ được nhưng mà em lại không xuất ra được. Thế à? Và rất là mong muốn vì 2 vợ chồng cũng có tuổi rồi ấy anh. Thế à? Có em bé chưa? Và cũng đang, vì mới cưới là mọi người cũng rất là mong là có em bé nên là mong chương trình cho em là khuyên để em có thể có em bé và chữa trị. Bị Covid lâu chưa? Cách đây bao lâu rồi? Khoảng độ 2 tháng ạ. À, bị Covid cách đây 2 tháng và cưới vợ thì là 3 tháng.
nay đúng không? Dạ, vâng. Thế cuối dạ, cùng vâng. là sau khi bị Covid thì là chả làm ăn được gì nữa, mà làm thì nó không thành công đúng không? Vợ có dạ, bị vâng. Covid không? Vợ cũng bị ạ, nhưng mà cô ấy thì nhu cầu vẫn cao ạ. Thế à, thế là tiêm mấy mũi rồi? Em thì ở Hà Nội thì em tiêm 3 mũi đấy ạ. Tiêm 3 mũi, và thêm một mũi thứ tư tức là bị Covid dương tính rồi đúng không? Dạ, vâng ạ. Có biết là cái hiện tượng như bạn nói thì nó có liên quan gì đến Covid hay không? Trước đấy thì cũng nhu cầu là có và rất là cao như bạn nói đúng không? Thế trước dạ. trước khi lấy nhau thì đã có quan hệ chưa? Thì trước thì bọn em chưa, nhưng mà em đi làm ăn ở trên Hà Nội ạ. Ừ. Hay là đi các tỉnh khác thì em vẫn nếu mà nhớ quá vẫn thèm thì vẫn thủ dâm thì em vẫn thấy là nhu cầu cũng cao anh ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tóm lại là chưa trước khi kết hôn là chưa có quan hệ tình dục với ai cả đúng không? Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, tôi chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Tôi cũng thấy nhiều hậu Covid thì chỉ có mất ngủ nè, hay là ho nhiều, hay là đau ngực hay là gì thôi, chứ còn cũng chưa thấy có ai phàn nàn nhiều là hậu Covid mà lại ảnh hưởng tới đời sống tình dục, đặc biệt là có vẻ như là rối loạn cương dương nhỉ. Tôi cũng có thể nó là một cái mẹ nó cho đi Hà Nội gọi là đi khám ở ngoài đấy, là nó bảo là mỏ lép rồi đấy. Thế là muốn hỏi bác sĩ là cái trường hợp này, chẳng hạn như có một hột ở ngoài đời thường đấy, người ta có con không, thế là bây giờ phải làm thế nào? Rồi, anh có nhiều cháu nội không ạ? Tôi thì có 2 thằng con trai, mỗi thằng thì được có 1 thằng. Thế đây là thằng lớn đấy, thằng bé đấy? Đây là thằng lớn. À, thằng đít nhôm đấy à? Đích tôn đấy, đúng không? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Ông lo sớm quá. Đúng ạ, vâng, chào anh. Vâng. Vâng. Nói thế thôi chứ mình làm ông làm bà rồi, mình bao giờ mình cũng muốn con cháu của mình có sức khỏe bình thường là mình mừng lắm rồi anh nhỉ? Vâng. Vâng. Thứ nhất là của con thì có 2 vấn đề. Thì không biết là mẹ nó đã cho nó đi khám ở đâu anh? Mới gần đây nhất là khám ở Hà Nội, nhưng khám ở ngoài không phải bệnh viện. À thế ạ, vâng. Thì bác sĩ đấy cũng là chuyên khoa, thì bác sĩ bảo là một hột lép một hột có. Vâng. Chứ bác sĩ bảo là đợi, chứ bây giờ thì tôi suốt ruột thì tôi muốn hỏi lên đài. Thực ra thì thứ nhất là cái thoát vị của con ấy ạ. Thì chúng tôi cũng rất là muốn là gia đình phải theo dõi. Có những trường hợp ý, thì khi mà nó lớn lên ý, thì cái lỗ thoát vị đấy nó co lại được, hoặc là nó sẽ liền dần và nó sẽ cái ruột nó sẽ không rơi được xuống bìu nữa, hay nói cách khác là cái thoát vị nó sẽ hết đi thì nó sẽ ổn. Nhưng mà cũng có rất nhiều những trường hợp thậm chí là có thể là thời thanh niên nó khỏe, cái cơ của nó co giãn tốt, nó lại không bị như thế. Nhưng mà khi đến khi lớn tuổi hơn, khi mà cái cơ nó kém dần đi, nó giãn ra và cái hiện tượng thoát vị nó lại quay trở lại. Vì thế có thể có những người tận đến 40-50 tuổi nó lại cái thoát vị đấy nó lại quay trở lại anh ạ. Thế và như anh Văn anh đã nói rồi, cái mà mình quan ngại nhất chính là cái thoát vị bẹn nghẹt. Tức là nếu mà cái quai ruột mà nó xuống đấy mà nó nghẹt hay nó xoắn, nó có thể gây hoại tử, hoặc là nó có thể gây ra những cái đợt viêm cấp thì nó rất là nguy hiểm. Không rõ là con bị cái một bên tinh hoàn của con nó bị lép, hay nói cách khác là nó phát triển nó rất là mất cân đối so với bên kia, đúng không anh? Thì tôi cũng không rõ là ngay từ bé con đã bị như thế, hay là sợ là một số từ nhỏ có một số trường hợp mà nó bị thoát vị xong rồi gia đình không phát hiện được, có thể nó chèn ép xuống và nó làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cái tinh hoàn bên kia và nó gây ra hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thì cũng rất tiếc phải nói với anh rằng là bên của nó mà nó đã bị hỏng hoặc là nó không phát triển thì nó cái khả năng hồi phục của nó là rất là khó. Nhưng mà anh cũng hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì là tinh hoàn của hai bên nó tương đối là độc lập ạ. Chính vì thế có rất nhiều trường hợp là nó hỏng một bên nhưng mà bên kia nó hoạt động tốt thì nó vẫn bình thường. Vâng. Nó vâng, các cái chức năng của nó cũng vẫn bình thường. Hỏng mất một bên rồi. Vâng. Thế mình cứ tạm thời xác định là như vậy. Còn khi nào mà vì bây giờ con nó cũng còn bé, cháu nó mới có 11 tuổi, nó cũng chưa dậy thì, cho nên là mình cũng chưa thể đánh giá được là nó như thế nào. Thì đợi một vài năm nữa, giống như là bác sĩ đã nói với anh ấy ạ, một vài năm nữa khi mà con bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì lúc này các cái cơ quan sinh dục của con nó sẽ phát triển.
tương đối là hoàn chỉnh thì lúc đấy anh mới có thể đánh giá được. Nhưng ngoài đời thường bác sĩ đã thấy trường hợp đấy người ta vẫn bình thường không ạ? Có chứ anh, người ta vẫn có con nếu như cái tinh hoàn bên kia nó hoạt động rất là tốt thì anh yên tâm nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, thế ông nội đã nghe rõ rồi chứ ạ? Xin rồi chào anh nhé, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình. Các anh chị trong chương trình. Dạ vâng, chào gần một thính giả gọi đến từ Đắk Nông. Dạ. Câu hỏi em, của bạn là gì? Dạ em muốn hỏi về gia đình ạ. Em ở trong Đắk Nông lấy chồng được từ năm 2008 ạ. Rồi. Em năm nay 37 tuổi, còn chồng em 73 chắc 50 tuổi ạ. Rồi. Dạ, em vào đây thì làm ăn có một mình vào đây cùng với chồng, em được hai đứa con, một đứa thì em vất vả nên đẻ thứ một đứa thì năm nay học lớp 8, còn một cháu mới học mầm non ạ. Rồi. Và mà chồng em cứ có cái tính cờ bạc kiểu ở nhà các anh cũng thế, chồng em rượu chè cái gì cũng có thì em không nói, đấy là mỗi người có một sở thích kiểu của đàn ông ấy. Rồi. Nhưng mà chồng em cứ cờ bạc hết lần này lần khác, cứ mỗi lần cờ bạc xong rồi về thua một thời gian em không biết, xong đến lúc người ta gửi tiền nhá em mới biết xong rồi em nói, xong rồi chồng em rượu vào thì em cũng tức, em nói to nhiều lắm, thế xong rồi chồng em lại đánh em, mà mỗi lần thua chồng em biết nhận sai, xong là biết mình có lỗi, kiểu lúc nào cũng ra trưởng mới bảo thủ ấy ạ. Rồi. Em đang ốm rồi nói hơi khó nghe anh thôi nhá. Rồi. Là xong rồi nhiều lần lắm, 16 năm em theo anh, nhà em đi từ Sài Gòn lên đây nhiều chỗ mà. Cổ thì em cũng ở, mà lúc đấy chồng em 35 tuổi rồi mà chồng em cũng không có gì. Bây giờ thì làm sao? Bây giờ mới nhiều lần về đây cứ đi, xong rồi em thì cũng nằm dãy thôi, còn chồng em thì cũng đi buôn bán đi dạo ấy. Rồi. Cứ trở lại hết tiền của em, xong đi vay chỗ nọ chỗ kia vào đọc, xong rồi lắm lúc mới đây em lo hơi xong tháng Tết em đi hái cà phê phục hiệu, xong rồi lại nhờ người khác mượn, xong rồi là giả vờ là mượn để làm ăn, em lại tưởng là mượn, thế xong mượn đến lúc đưa cho nhà em đánh bạc hết, đến lúc em hỏi thì lại bảo là nhà em chui người ta mượn hộ ấy. Rồi. Thế xong lại mới đây hái tiêu được ít tiền cũng thế. Là bây giờ tóm lại là bạn mong muốn gì ở chương trình chúng tôi? Dạ em chỉ nói ngắn gọn thôi. Và thế là đến lúc giờ xong rồi bỏ về Bắc tự đi, xong mang một cái xe máy đi, thế xong lúc về thì cứ nói xấu em bảo là láo, em bảo làm được ít tiền thì chơi hết thì ai cũng láo chứ tự dưng thì không láo. Thế xong nói với chị em gia đình, xong ai cứ gọi vào chửi em, xong kiểu không hiểu ấy, xong em chả thèm nói. Hai vợ chồng quê ở đâu? Ngoài Bắc em là ở đâu? Hải Dương ạ. Hải Dương, cả hai à? Dạ vâng ạ. Lập nghiệp thì cũng ở khắp nơi, lúc ở Sài Gòn và bây giờ thì ổn định là trên Đắk Nông, cũng trồng tiêu, trồng làm dãy đúng không? Chồng em không chịu làm dãy, cứ đi chợ linh tinh thôi, còn em làm thôi ạ. Rồi. Không chịu đi làm thuê đâu ạ. Tóm lại là mỗi lần anh ta thua nợ ấy thì mình có phải trả tiền không? Trước em có tiền thì em trả, nhưng mà giờ em không trả nữa. Thế cái vụ to nhất là anh ta nợ bao nhiêu tiền? Nợ có 100 triệu, xong lời người ta lấy đến 170 triệu, xong rồi định mang cái nhà này đi cầm giấy tờ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Mình mới có 37 đúng không? Dạ vâng ạ. Trẻ quá, thế mà theo anh 16 năm nay tức là... Em theo dõi chương trình của anh quý lắm, hôm nay mới được nói chuyện ạ. Dạ, vâng. Nói chuyện với cửa sổ thì vất vả chứ được cái gì đâu. Toàn có người khổ sở thì mới nói chuyện. Tốt nhất là không phải nói chuyện, chứ là vinh dự gì mà nói chuyện. Nhưng mà thôi, gặp nhau thế này cũng vui. Trước hết phải nói thế này này. Chúng ta phải chấp nhận rằng trong cuộc sống có nhiều thứ nó không như mình mong muốn. Thế và cái lũ lụt là một thứ rất là kinh. Người ta cũng đã hô hào rằng chung sống với lũ. Thế rồi có một lúc chúng ta gồng mình lên chống dịch Covid, nhưng mà cũng không thể diệt hết được cái con corona ấy. Cuối cùng thì đành rằng quay ra là chung sống với dịch Covid, đúng không? Thế thì ông chồng của mình 50 rồi, có cái tính cờ bạc rồi. Có hay rượu chè gái gú nữa không, hay là chỉ mỗi cờ bạc thôi? Tính em thì em không có đi theo hay không em chả biết ạ. Không gặp được em chỉ thôi. Biết là cờ cũng bạc may, cứ may cứ coi như biết mỗi là cờ bạc thôi, còn thứ khác không biết chứ mà. Là cờ bạc là có gái gú, nhưng em bảo là em không nhìn thấy thì em không có nói. Thôi thế thì thế này, ông ấy 50 rồi, lấy nhau lên rừng xuống biển dắt díu nhau 16 năm nay, giờ hai đứa con, mình cũng lại học người đời là chung sống với chồng. Đây cứ coi như một cơn lũ, nhưng cơn lũ này không kinh khủng lắm. Việc đầu tiên là này, có tiền thì quản nhá, biết là ông ấy hay nhờ người khác, người nọ người kia mượn. Thôi ngoài làm nương làm dẫy đủ để lo chi tiêu, chẳng may mà đợt nào đi hái cà phê hay hái tiêu thuê được 15-20 triệu ấy, giấu biến đi, cần nữa thì gom lại mở một quyển thẻ tiết kiệm. Về phía mình ấy thì quản lý tiền của mình thật chặt, cũng may là mình không có quá nhiều, chứ quá nhiều rồi ông suốt ngày ông bảo mày nhiều tiền mày giữ làm gì, mình cũng phải làm thuê làm mướn làm nương rồi dẫy, chắc cũng chỉ được đấy, mỗi vụ được 10-15 triệu. Đây là để làm gì ạ? Phòng thân, mình là thân gái dặm trường, và trong đấy lấy chồng của mỗi mình thân một mình.
Khi mai kia con nó ốm, nó đau hoặc nó học, nó hành cần một khoản tiền lớn, mà với cái ông chồng cờ bạc ấy thì gọi là cứ có đồng nào nó xào đồng ấy, làm gì có tích lũy, rồi con sẽ khổ thôi. Cho nên là đấy, mình là người phụ nữ, mình chung sống với cái ông mà nướng tiền ấy thì phải biết cất đi. Cái việc thứ hai là sổ đỏ của cái nhà mà hiện nay mình ấy, ông ấy để ở đâu, bữa trước định bán á. Ông ấy về xong rồi ông nghe anh em ông ấy định mang để đốt đi xong cầm cái nhà này, nhưng mà em giữ được. Ngoài cái việc tiết kiệm thì cất đi, thứ hai là sổ đỏ thì giữ lấy nha. Ông ấy chơi mà không bao giờ ông biết, ông bảo là ông sai cả. Thứ nhất là mình là vợ, mình chả phải là cô giáo của ông để mà mình dạy dỗ là anh nhận thấy sai chưa, khoanh tay và xin lỗi tôi đi. Không có thế, là 50 tuổi đầu rồi. Người ta nói rằng là ngũ thập chi thiên mệnh, đáng lẽ tuổi của ông ấy người tử tế mà ở nông thôn ấy là lên chức ông rồi đấy. Nhiều người lấy vợ sớm rồi giờ là lên ông nội ông ngoại rồi đấy. Thế nhưng mà vẫn cứ lông bông lang bang như thế thôi thì đời đời ông lo thôi. Bây giờ mình phải lo cho bản thân mình và lo cho các con. Mình phải là cái trụ cái cột nhá. Hai thứ cần phải giữ thật kín như thế. Cái thứ ba là khi ông ấy gọi là bù lu bù loa, ông đòi ông đánh mình ấy mà. Việc đầu tiên là mồm kêu to. Thứ hai là chạy ra khỏi nhà. Không bao giờ mà những trường hợp mà mình sợ mình xấu hổ, đôi khi bị chồng đánh, ta cứ chạy vào trong buồng, ta ẩn nấp ấy mà. Với cái ông mà lại có tí rượu vào rồi, tay đang cầm con dao hoặc là một cái cây gậy rất to mà vợ lại chạy vào trong góc bếp với góc buồng, ông đuổi được, lúc ấy ông ấy chút giận sang mình, xỉa cho hai xỉa, đập cho ba đập, thì đến lúc mà ông ấy bừng tỉnh rượu thì mình cũng thiệt mạng rồi. Dạ, nhớ. Lâu rồi, cả tháng nay em không điện đón gì nữa rồi. Rồi. Nhưng mà ai cũng bảo là ông ấy về rồi ông đi linh tinh, đến lúc ông nợ ông lại vào đây rồi mày lại phải chịu. Thế thì mình giữ làm sao được? Ông đi linh tinh có thân thì ông đi, mà đi được tốt, có ai chữa cho tốt, thì sợ nhất là tiền không có thì chẳng ai tới chữa thôi, chứ còn chẳng mách được tội. Phải làm sao? Ông ấy vào thì ông đi làm, ông ăn chứ ông phải làm sao? Ông lớn hồn đấy tuổi đầu rồi, mình có phải là trẻ con đâu mà mình bảo phải có phải tắm rửa cho ông ấy không, hay là có may quần áo cho ông ấy không? Ông ấy đi được từ Bắc vào Nam thì ông đi đâu thì đi. Còn mình là vợ là con, đấy là cái chốt, đúng không? Thế mà đi ông chạy đi đâu đi, còn có cái chốt để ông ấy trở về, còn nếu không trở về cho đi luôn nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Hy vọng là bạn sẽ hàn gắn được cái tình cảm gia đình và có thể gọi là dạy dỗ cái ông chồng rất là khó chịu này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Vĩnh Phúc. Alo ạ. À. Tôi đang nghe đây ạ. Văn ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng. Tôi có cái đứa cháu nội sinh năm 2013 ạ. Vâng. Thế mà bây giờ là cháu đã có kinh rồi. Vâng. Thế mới lại hai cái ti của cháu nó chúm lên như cái chúm cầu ạ. Thế à? Vâng, hay là tôi bảo là không biết là bác sĩ thử tư vấn cho tôi xem, một là vừa rồi cháu nó đấy nó ở nhà nó học online nhiều quá. Vâng. Hay là không ông bà không dám cho ra đường. Vâng. Thì cháu cứ học xong online thì cháu lại ngồi xem tivi. Vâng. Vâng, thế bố mẹ cháu thì đi làm xa, ăn xa ở trong miền Nam cơ. Thế à? Thế ở nhà nó gửi ông bà nội trông đỡ. Thế à? Thế là ông bà trông mấy cháu? Ông bà trông hai cháu cho bố mẹ cháu đi làm trong miền Nam ấy ạ. Thế là đây là đứa lớn hay đứa bé? Đây là đứa thứ hai ạ. Thế đứa lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 2003 ạ. 19-20. Cháu đi học đại học gì ạ? Dạ, tức là cũng không ở với ông bà, con trai à? À không, hai cháu gái tất ạ. À thế à? Chị gái thì cháu nó không chả biết, nó bảo là bà hỏi chương trình cho em vậy. Cháu vậy. Chị 20 tuổi. Nó có ở nhà đâu bác sĩ. Dạ vâng, rồi. Thế là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bác sĩ, báo cáo bác sĩ năm nay tôi 68 ạ. À, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Vâng, chị ơi, tôi chào chị ạ. Vâng ạ, chào chị, chào cô ạ. Vâng ạ, vâng. Tôi cũng nghe được câu chuyện của chị với cả anh Thành Văn từ lúc nãy rồi ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế thì đây là hai chị em gái đúng không ạ? Vâng, tôi là bà nội của cháu. Chị ơi, còn chị, vâng. chị nghe tôi nói bởi vì thời lượng nó không có nhiều ạ. Vâng. Ý tôi muốn hỏi rằng là thế cái chị của cháu ấy, cái con bé mà sinh năm 2003 ấy, vâng, thì nó có bình thường không? Nó có hành kinh sớm như con em không? Không ạ. Vâng. Nó bao nhiêu tuổi nó có hành kinh chị? Con chị ạ. Cháu... con chị là cháu học cấp 3 nó mới bị cơ. À vâng ạ. Vâng. Vâng. Có thể là tức là những cái biểu hiện của cái cháu chị này hiện nay là nó mới 9 tuổi, nó mới học lớp 3 chị, 3, lớp 4. Lớp 3. Vâng, vâng. Bây giờ có nhiều cháu nó cũng bị dậy thì sớm thế chị ạ. Vâng. Vâng. Đấy, có những đứa 9 tuổi, 10 tuổi đó đã dậy thì rồi. Và ví dụ như cháu nhà chị chẳng hạn, nó dậy thì nó có hành kinh này, rồi là nó cũng có sự phát triển
triển của cơ thể nó cũng lớn hơn những cái bạn học cùng với nó. Thế rồi nó cũng có sự thay đổi của các cái cơ quan ở trong cơ thể, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Chị cũng không phải lo lắm đâu ạ. Và đấy, có nhiều cháu nó cũng như thế nha. Thế thì tuy nhiên thì cháu nó mới có 9 tuổi, nói thế thôi, nó có thể, cho dù nó có dậy thì đi chăng nữa thì nó vẫn là một đứa trẻ. Có thể nó cái tâm lý của nó hoặc là cái sinh lý của nó cũng chưa phát triển. Vì thế là chị hướng dẫn thêm cho cháu về cái cách vệ sinh nhé. Vệ sinh hàng ngày như thế nào, vệ sinh khi kinh nguyệt ra làm sao. Thế và những cái ngày con bây giờ mà như thế này mà con đi học rồi á, mà không biết là con bị hành kinh được bao nhiêu lâu rồi ạ chị? Cháu được 4-5 tháng rồi bác sĩ ạ. Nó có đều không chị? Cháu đều ạ. À thế ạ, thế thì tốt. Vâng, thế thì mình không phải lo lắm. Chỉ có điều là mình, ví dụ mình mua những cái băng vệ sinh cho con ấy, thì cho cháu thì phải mua những cái nó hàng nó đảm bảo chất lượng, chứ không có nếu mà mình mua những cái băng vệ sinh nó rẻ tiền hoặc nó hàng nhái hoặc nó không đảm bảo chất lượng thì nó có thể gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục của cháu và nó sẽ gây ra những cái biến chứng nó không có lợi cho cháu. Và bắt đầu một vài tuổi nữa, lớn hơn một chút, dần dần là phải nói chuyện với nó về cái sức khỏe sinh sản, nói chuyện với nó về giới tính, có thể là giao nhiệm vụ cho chị gái nó cũng được để nói với em đi. Bởi vì là mình xác định rằng nếu cháu đã có hành kinh mà cháu có quan hệ tình dục là cháu có khả năng bị có thai ngoài ý muốn hoặc là mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục ở những... Thế xong rồi mình lo lắng cho con gái nó gọi ở trong ấy thì nó gần Đồng Nai, nó có bệnh viện này, rồi nó gần thành phố Hồ Chí Minh, nó có đầy đủ các điều kiện, mình thì ngồi ở Hà Tĩnh mình lo cho con này. Thế nhưng mà mình thấy tình trạng của cô thế nào? Tất nhiên là bác sĩ thì người ta kết luận là trầm cảm rồi, mình không cãi lại lời bác sĩ nữa, nhưng mà cái bệnh gì nó cũng có nhiều cái mức độ. Ví dụ như ở mức độ nhẹ nhẹ người ta vẫn có thể đi làm, thế xong rồi người ta tự luyện tập ở nhà, rồi những người thân ở trong gia đình biết rằng là người bệnh như thế thì hỗ trợ thế nọ, hỗ trợ thế kia. Thế thì hiện nay con gái của mình, con gái của chị là vẫn đi làm được hay là đến mức độ mà bây giờ nằm rồi khóc rồi mếu rồi vật vã rồi chẳng ăn uống rồi nhớ nhớ quên quên lẩm cẩm? À dạ, con gái tôi là nó làm bên văn phòng mà giờ nó bị áp lực công việc, nó bệnh, nó khi nào là cứ cớm lên là nó tức ngực, nó rúng tay rúng chân ạ. Nó nghỉ làm thôi, nhưng nó còn cũng đi lại bình thường, nói chuyện bình thường, nhưng mà giờ mà có cái việc gì áp lực thì nó cũng đi như vậy ạ. Vâng, tức là đã ảnh hưởng tới việc là không thể đi làm được, mặc dù chỉ là làm văn phòng thôi đúng không? Dạ. Và chị có nói chuyện thường xuyên với cháu không, rằng là bác sĩ cho uống thuốc gì, rồi con có làm cái gì không, hay là cũng cứ ở nhà thế? Dạ có nói chuyện ấy, để cháu nó bảo là bác sĩ bảo là cũng làm từ dùng thuốc lá nhiều, từ mình vận động thì thừa khó, tôi nghĩ là thừa không khỏi ạ. Thật ra thì bác sĩ bao giờ người ta thấy cái bệnh trầm cảm là cái bệnh mà về tâm lý tinh thần, bên cạnh cái thuốc hỗ trợ về chống trầm cảm, rồi thuốc ví dụ như mà buồn chán quá người ta sẽ cho cái thuốc mang tính cho nó hưng phấn lên, cho người nó vui vẻ vui tươi lên, vân vân. Thế còn lại đúng là phải chữa bằng tinh thần, chữa bằng tâm lý. Nhưng mà thế này, ông chồng cũng phải biết, các con cũng biết, cả nhà biết là cô ấy đang bị trầm cảm đấy, người ta dễ lo âu đấy, đừng có quá tháo quá mức. Buổi sáng thì vợ chồng dậy sớm mà dắt tay nhau đi bộ lên một vòng cho nó rèn luyện cơ thể, sau đấy thì gọi là ăn uống với nhau. Nếu trước đây vợ chồng hay xích mích cãi cọ áp lực ấy thì nay thì biết rồi, biết là người bệnh rồi thì nhún nhường, đừng để cho cô phải suy nghĩ, ví dụ như thế. Đấy là chữa đấy ạ. Thế rồi là bản thân cô cũng thế, mình biết là người có bệnh không có nghĩa không đi làm, bây giờ cứ ngồi ở nhà xong rồi hết ngồi xem tivi lại đến nghịch điện thoại thì cũng lại bệnh nó trầm trọng hơn đấy. Bởi vì đi làm nó còn được giải tỏa, nó còn có việc nọ việc kia, chứ đây ngồi một chỗ lương lậu đã không có, xong mà không luyện tập tích cực là có thi còn trầm trọng hơn. Cho nên nhắc tất nhiên cô ấy lớn rồi,
Dạ. Chắc bác sĩ cũng có nhắc, nhưng về phía mình thì là người mẹ mình cứ lo từ xa thế. Thế mình cũng nhắc là con ơi, con phải thay đổi cuộc sống tích cực đi, dậy sớm này rồi hoạt động, để đi xem có cái lớp yoga hay là cái lớp vũ đạo, vũ điệu gì, hay thậm chí chỉ là đơn giản là luyện tập thể dục nhịp điệu ở công viên, tham gia các cái câu lạc bộ dưỡng sinh với lại các chị em phụ nữ. Rồi con cũng nếu tranh thủ, nếu nhà có vườn có tược thì cũng làm vườn làm tược đi, vân vân. Thậm chí là nếu mà nhà rảnh đến mức độ không còn có việc gì mà làm thì cũng đi bộ hoặc là tập đạp xe đạp. Khi mà cơ thể sức khỏe nó tăng cường lên thì nó cũng lại hỗ trợ lại sức khỏe tinh thần, tức là sức khỏe thể chất tốt thì tinh thần nó cũng được sảng khoái đó. Chứ còn nếu không cứ ngồi đấy mà ủ rũ thì là bệnh đúng có người trầm trọng lên. Bệnh này thì đúng là không chết người, thế nhưng mà nhiều người là một ngày nào đó tự nhiên nghĩ vẩn vơ, thấy chán đời, rồi thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa, rồi mình lại không đi làm thế này, rồi chồng lại nói câu ra câu vào cho rằng là ăn bám với lại của nợ gì đấy. Thế rồi những cái người trầm cảm là cứ hay suy diễn, nghĩ lung tung, có khi làm những việc dại dột nữa đấy. Dạ đúng đấy anh ơi. Rất là sợ như thế, thì uống thuốc ngủ chẳng hạn, bảo cho nó quên đi, hay là lại làm những điều dại dột. Cho nên là chị gọi điện, đặc biệt là mình nói chuyện với cậu con rể ấy, vợ con bây giờ dạ. Anh Linh nói đây, tôi nói thật với anh là thằng con rể tôi hỏi thăm thì nó cứ bảo là con gái tôi bình thường ạ. Nó nói như thế là con gái tôi giảm thôi, giờ vợ chồng dần nhau là thằng con rể nó bỏ nó đi, để nó đi phòng cò khác rồi. Đi gì? Đi phòng trọ khác. Có người khác không? Bây giờ nó để một đứa con 8 tuổi đó cho con gái tôi. Tôi bảo con gái tôi về quê mà nó lại không về. Trời ơi, tức là hai vợ chồng thì vào trong đấy làm ăn thôi đúng không? Chứ chẳng phải là không phải là có những cái nguồn sinh sống cơ bản gì, xong rồi ở thì ở thuê. Bây giờ thì thấy vợ thế thì anh rể lại đi thuê nhà ở chỗ khác mà chẳng biết có chung sống với người khác không? Dạ không được tôi chứng sống người khác, cái vợ chồng nói nhau rồi ôm nhau đi. Chắc là tôi nghĩ là con gái tôi không làm được cái việc đấy, nó làm thương lương tháng 23 triệu đi, vợ chồng thấy vui vẻ rồi nó bỏ đi. Chắc nó làm được một năm nay, con gái tôi bị bệnh không làm được, cái chắc nó chán rồi, nó vợ chồng nói nhau là nó ôm đồ nó bỏ đi. À đợt năm ngoái đấy con gái hay là có bị covid không hả chị? Dạ không ạ. Không ạ, vâng, may tưởng lại thêm cái covid, xong rồi lại hậu covid nữa thì chị có vào trong đó với các cháu. Xin lỗi là chị năm nay có dạ, còn khỏe. Tôi năm nay là năm 57, 58 tuổi. Ôi còn trẻ lắm. Bà ngoại ơi, bà ngoại rảnh rỗi bắt xe đò xe chuyến được Hà Tĩnh vào trong đấy xem cái đường ăn nét ở của mẹ con nhà nó thế nào. Đôi khi người ốm cái ì ra rồi nghĩ rằng là chồng mà bỏ đi trọ ở chỗ khác là dễ lại ở với cô khác, xong bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ lắm, là nghĩ liều đấy. Cho nên là mình vào bây giờ còn có ai là người thân đâu. Thế thì ở trong đấy có cô em, cô chị hay là cậu em gì của cô ấy không? Dạ cũng có mà ở xá, ở Lâm Đông ạ. Ôi dồi ôi, thế đấy. Thế bây giờ mà lại còn có mỗi một người chồng là cái người mà gọi là tin yêu nhất mà lại đi bỏ đi ở chỗ khác, trong khi mình bệnh tật thế này là dễ nghĩ quẩn lắm. Bà vào trong đó đi với cái cô xem tình hình thế nào, rồi tóm cổ mẹ con cô đi ra ngoài đây, hoặc là ít không thì định hướng đi. Tao thấy mày cũng khỏe đấy, bây giờ đi làm ăn đi, không cần làm ở văn phòng nữa thì mày đi làm thuê việc nọ việc kia gì ở trong Sài Gòn đi, đầy ra bán hàng giờ, siêu thị hay giờ, là giờ tạm thời là nó đang đi mua hai ba tháng hay là nó làm nó đỡ đứng bế cà phê một tháng được triệu mấy, được triệu 8,000, được 1,800,000. Trời vâng, thế xong rồi lại còn thuê nhà thuê cửa, lại còn hai mẹ con nữa thì cũng co kéo, cũng khó khăn lắm đấy ạ. Đấy, chị lưu ý để ý một tí nhá, giữ gìn liên lạc thường xuyên, xong rồi đặc biệt là bày đặt thôi. Bây giờ thì con ơi, quan trọng nhất là sức khỏe của mình. Thế còn cái người chồng mà trong lúc vợ như thế này đi bệnh viện, bác sĩ còn bảo là bệnh mà chồng còn không tin là bệnh, là nghĩ là giả. Cái bệnh trầm cảm nó không phải là bệnh điên, nó cũng chả phải bệnh tâm thần để mức độ mà có thể người đó la hét khóc hay là đi lang thang ngoài đường, đúng không? Đúng là nó là bình thường.
Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì cơn bệnh nó lên và có người đã quyết định làm trò dại dột trong giây phút thôi. Cho nên là rất nhiều người cứ nghĩ là bình thường hoặc là cho rằng là bệnh còn giả vờ nữa. Bệnh viện này bác sĩ chỉ có thể là hỗ trợ để cho tạm thời ổn định. Còn về nhà người ta sẽ hướng dẫn luyện tập rồi tự mình điều chỉnh cái lối sống cho nó tích cực thôi. Chị lưu ý hỗ trợ em một tí. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chị hãy động viên và hỗ trợ con gái mình trong cái lúc khó khăn này chị nhé. Dạ, tôi cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn chương trình nhiều. Vâng, chào chị, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chào anh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Cần Thơ. Alo, thính giả gọi điện từ Cần Thơ phải không ạ? Dạ, dạ, dạ. Vâng, chào chị. Xin hỏi câu hỏi của chị là gì ạ? Dạ, tôi hỏi cho chương trình là con trai tôi năm nay 30 tuổi. Vâng. Mà có yêu một bạn gái là năm nay 31 tuổi. Vâng. Nhưng mà yêu nhau 3 năm rồi. Mà bây giờ ở về cũng chưa có cưới, nhưng mà về cũng có thể chung sống với nhau được khoảng 2 tháng nay. Vâng. Nhưng mà nghe cháu nói là quan hệ tình dục với bạn gái không được. Vâng. Con trai cũng rất là cởi mở chia sẻ với mẹ mọi chuyện đúng không ạ? Dạ, và bây giờ cố gắng thấy cháu buồn quá thì cũng hỏi, cố gắng hỏi. Vâng. Thì thấy cháu cũng chia sẻ là như vậy đấy, là thì cũng chuẩn bị là tháng 8 là đám cưới đó, nhưng mà thấy nó như này tình hình này thì lại hết còn dùng nhằng lắm, chưa có đám cưới. Vâng. Thế là tôi cũng hỏi chương trình cho nào cái trường hợp như thế này thì nó có chương trình, nó có cái bác sĩ tư vấn cho tôi xem là có thuốc thang hay là có như nào để cho bạn gái có để quan hệ được không á. Vâng, hai bạn thì cũng đã có kế hoạch sẽ làm đám cưới vào tháng 8, tháng 9 sắp tới đúng không ạ? Và lại trong quá trình tìm hiểu nhau thì có những cái chuyện như thế. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xem bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên gì dành cho chị ạ. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Vâng, chào chị. Dạ, em chào chị. Vâng, chị rất là cũng là người mẹ tuyệt vời đấy, để con trai mình nó có thể tâm sự được những cái chuyện rất là riêng tư, thầm kín, đúng không ạ? Thế cháu nói với chị là quan hệ không được là thế nào ạ? Cháu cũng kêu là cháu đưa vào mà bạn gái toàn là ba hồ là khép nó cứng cái đùi, hai cái đùi nó cứng lại. Mấy nậy này nếu mà nó không cứng lại thì nó hai khép hai cái đùi nó đẩy ra. Không thể vô được. Dạ. Thế mà cháu thì cũng có đi khám ở, không phải đi bệnh viện mà cháu khám ở tư nhân. Vâng. Ở bác sĩ ở bệnh viện Từ Vũ Sài Gòn đó. Vâng. Ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy, mà thì cháu cứ kêu là hai đứa cùng đi khám cũng không có bệnh gì, không có sao. Mà về cũng vẫn không, cũng cho thuốc để có uống thuốc uống ấy mà cũng không thấy có chuyển động gì cả. Gia đình cũng cứ lo, tôi cứ lo lắm. Đi khám thì là khám cái gì ạ? Đấy, cháu thì bị đi khám như kiểu là đi tư vấn bác sĩ á. Vâng. Tư vấn bác sĩ mà bác sĩ cũng có khám để xem là có dịch có viết gì không á, nhưng mà thì thấy cháu là cũng bình thường, không có gì, cổ tử cung cũng bình thường, buồng trứng bình thường. Vâng. Đứa con bạn gái nó nói là bình thường, cái gì cũng bình thường cả. Vâng. Con không có sao. Mà con trai cũng không có sao cả, mà tôi nghĩ trên đời này tôi chưa thấy bao giờ có cái vụ mà nam nữ lên giường mà không quan hệ được, để tôi cứ lo. Vâng, cái như vậy có nghĩa rằng là về mặt thực thể thì là không có bệnh tật gì cả, nhưng mà cứ đến lúc sinh hoạt thì khi bạn nữ ấy là các cái cơ, nói tóm lại các cái cơ nó cứ gồng lên và nó làm cho cứng, và vì vậy là không đưa được vào, đúng không ạ? Vâng, nó cứ đẩy ra. Thì cái này nó về thực thể nó không có bệnh tật, không có u gì cả. Còn lại thì nó là yếu tố tinh thần. Có thể là một cái kỷ niệm, một cái ký ức gì, một cái kỷ niệm, một cái ký ức gì đấy từ xa xưa ấy, để mà có thể nhá, có những trường hợp ấy và nó để lại một cái cảm giác mà để đến khi mà gần cái chuyện mà gọi là quan hệ tình dục nó được lặp lại ấy, thì nó gây một cái ức chế trong thần kinh và nó dẫn đến cái chuyện đấy, người ta hay dùng cái từ nó gọi là lãng cảm.
Đấy, không thiết gì cái chuyện tình dục cả. Và thậm chí nặng hơn nữa rằng khi mà gần nhau và khi mà quan hệ tình dục thì cái cơ thể từ vấn đề, từ cái ký ức xưa mà cái cơ thể nó còn có thể gây đau, gây khó chịu ấy, để mà cái cuộc tình ấy nó không diễn ra được. Vâng, thế thì bây giờ như thế này, đi khám, tức là hai bạn này thì cũng cởi mở và cũng cùng nhau đưa nhau đi khám được, thế là tốt rồi. Vâng, tôi dục đó, tôi dục lắm. Vâng, thế tôi không dục, tôi quan tâm, tôi dục. Mẹ cứ bình tĩnh. Mẹ cứ bình tĩnh. Là hai đứa về ở với nhau thì đi, nhưng bây giờ trước hết phải đi khám bên khoa sinh sản đi, xem là có bệnh tật gì không, mới chích ngừa, chích gì đi. Vâng. Để ở bên nhau được, nhiều khi các con nó có khỏe mạnh. Vâng, mẹ quá tân tiến đi, đúng không? Như thế là đúng đấy, lời tư vấn của mẹ là đúng rồi. Thế và đến khi, thế nhưng mà khi mà mẹ tư vấn như thế thì các con nó có thoải mái để về gần nhau không? Hay là chỉ vì vâng lời mẹ mà chúng nó phải về gần nhau? Không, hai đứa thì thương nhau. Còn mà tôi không có giấu bác sĩ như này nữa, hay một chuyện như này này. Vâng. Bé gái này lại có chồng. Trước là đã có chồng, mà có chồng 8 tháng rồi là thôi. Là hai vợ chồng chia tay. Vâng. Hai đứa lần đầu tiên ấy, là chia tay rồi. Rồi. Thế mà bây giờ là lại mấy con trai tôi là tìm hiểu con trai tôi thì nó lại như vậy. Mà tôi cứ nghĩ là không biết là con gái nó có chồng mà làm sao nó lại bị như vậy. Con gái có chồng nhưng mà cũng chưa có con đúng không ạ? Chưa, dạ chưa. Vâng, thì đấy, như là tôi nói với chị rằng là có thể là cái câu chuyện tình của cái bạn gái đấy, con dâu tương lai của mình ấy, nó có những cái rất là sâu sắc ấy, để mà có thể bình thường như này nó quên đi. Thế nhưng mà đến những cái lúc mà, những cái thời gian nào đấy, và đặc biệt là mà khi mà gần với con trai mình ấy, thì cái đau đớn có thể cả về thể xác lẫn tinh thần của cái cuộc tình trước nhá, nó gợi lên ấy, và nó làm ảnh hưởng cho đến cái các cái sinh hoạt với con mình bây giờ. Thế thì bây giờ giải pháp là như này, cả hai bạn ý cùng đã đi khám ở bệnh viện, nhưng ở bệnh viện thì là khám về mặt bệnh tật, khám bác sĩ, vâng, khám bác sĩ cũng được rồi. Vâng, trong trường hợp này khám bác sĩ cũng được rồi, bởi vì người ta sẽ siêu âm thấy rằng là không u, không cục gì cả để mà ảnh hưởng đến chuyện đó. Vậy thì nếu hai bạn mà, tức là chị có thể nói với con trai mình ấy, làm thế nào để mà chia sẻ được, để tạo được ra một cái môi trường hoặc là một cái thời gian để rất cởi mở với nhau để nói chuyện với cô gái kia kìa. Là lý do tại sao bình thường yêu nhau như thế mà đến lúc quan hệ thì nó lại cứ có phản ứng như thế. Hoặc là mình cũng không hỏi lý do thì rất khó nói. Ôi thế lúc đấy thì em nghĩ gì? Đúng không ạ? Cái lúc mà mình gần nhau như thế thì em có nghĩ gì? Các cái câu chuyện cũ, có thể các cái chuyện tình cũ ấy, nó có xuất hiện không? Tức là muốn hỏi thăm cái trạng thái tinh thần, tâm lý của bạn ý vào cái thời khắc đấy. Cái đó phải là rất cởi mở với nhau và phải tin cậy nhau thì mới chia sẻ được. Hoặc là cô kia cũng phải mở lòng. Còn nếu không, hai bạn cùng đi đến một bác sĩ tâm lý. Vâng, cái điều này là phải đến bác sĩ tâm lý, đến chuyên gia tâm lý, cũng không cần bác sĩ. Và người ta sẽ tìm hiểu thêm cho là cái yếu tố. Gọi điện tới chương trình, chị hãy gần gũi và chia sẻ với con trai mình hơn để có thể giúp cho bạn ấy và cô con dâu tương lai của chị giải quyết được vấn đề nhé, chị nhé. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Vâng, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em chào chương trình ạ. Từ trước giờ em rất ngưỡng mộ chương trình và được chăm sóc sức khỏe và tư vấn những cái tình cảm của tôi và từng cuộc sống hôn nhân. Vâng, rất là cảm ơn một thính giả yêu mến chương trình. Và bây giờ anh có thể trình bày câu hỏi của mình ạ?
Thì câu hỏi của em là lúc thực sự là vợ chồng em lấy được 13 năm nay rồi. Vâng. Và rồi công việc của vợ chồng thì vẫn bình thường, mỗi người một việc. Công việc của em là ngành lái, nhưng mà làm gần nhà thôi. Vâng. Làm công trình mà, làm công trình gần nhà. Đang đi, thế là cứ làm ở trong nhà thì nói chung là vợ chồng thì vẫn bình thường, kinh tế, vâng, cuộc sống vẫn bình thường. Vâng. Thế rồi tối là vợ chồng gặp nhau, mà vợ đi làm hành chính thì cũng 5 giờ về. Thế mà vừa rồi em bắt gặp được vợ là ngoại tình với một người ở gần chỗ làm. Thế là không, công việc là khác nhau nhưng mà đối diện chỗ làm với nhau ấy, cách nhau bên kia đường, bên đây đường. Vâng, anh bắt gặp được trong cái tình huống như thế nào? Em bắt gặp tình huống là qua nhắn tin. Qua nhắn tin qua Messenger, xong là kiểu như có người bảo em là vào Zalo thì kiểu nhắn tin muội mằn lắm, tình cảm. Vâng. Thế em mới bảo là thế hãy khai thật ra thì em tha thứ, anh tha thứ cho. Vâng. Thế là người vợ em mới khai hết tội lỗi mọi cái. Vâng. Thì tóm lại cũng quen nhau được 4, gọi là mới quen nhau được 4 tháng rồi. Vâng. Mà cũng đi sâu về cái vấn đề gọi là chăn gối. Dạ. Được vài lần cũng khai, vâng, hết tất cả, mà cũng không biết giấy gọi là tự khai đấy, tự, vâng, kiểm điểm ấy. Vâng, vâng. Thế này vậy em mong muốn chương trình là em cũng dẫn hôm nay em cũng vừa qua em dặn sang nói về bố mẹ đẻ luôn của tình hình, em chỉ trình bày bố mẹ đấy mà nói chung là em không cho ai biết cả. Mà xong đó em hôm ngày hôm sau em cũng gọi cái người tình đấy ra, người bồ ấy, của vợ đấy ra, rồi em cũng đăn đe, rồi em xuống nhà em bảo. Vâng. Đấy thì em mong rằng là cho một lời khuyên có lên tha thứ cho người ta hay không, hay là dừng cuộc chơi vợ chồng ở đây. Vâng. À, khi mà anh bắt gặp được chuyện vợ có những quan hệ với người khác như thế thì cũng rất buồn, rất bực, nhưng mà, vâng, cũng đã rất là bình tĩnh để xử lý và cũng có những cái giải pháp hết rồi đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì điều mình vẫn băn khoăn là không biết là có nên tiếp tục giữ gìn cuộc hôn nhân này hay như thế nào đúng không ạ? Vâng, vâng. Trong lòng mình vẫn còn gợn gợn một điều gì đó rất là khó lý giải và lo âu. Người ta hứa là có thở sai và làm lại cuộc đời. Vâng. Nhưng mà em lo này bởi vì cái công việc của hai người nó vẫn gần nhau. À, nhất vâng, từ ly thì tốc độ. Vâng, đấy, rất là lo lắng ta, nữa. Ừ, trước mắt thì không kinh không ấy, nhưng 1-2 năm nữa thì sao? Vâng. Đấy, em sợ cái đấy. Vâng, Dũng, vâng, những cái lo lắng của anh cũng rất là có cơ sở. À, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Chào anh ạ, em rất nghe từ ngày lâu, từ ngày em đi bộ đội năm 2002 giờ cơ. À, thế vâng. Okay. Chào, chúc anh sức khỏe nhá. Và tư vấn cho bọn em được cái nhu cầu sức khỏe và cái tình cảm. Ừ. Vâng. Này thế cháu nhà mình mấy đứa mà tuổi bao nhiêu rồi? Cháu hôm nay đứa lớn học lớp 8, đứa thứ hai học lớp 3, hai đứa con gái. À thế hả? Đều ngoan cả. Kinh tế nhà mình ổn định, vợ chồng kinh tế thì nói chung ổn định. Vợ nương thì không để ý ai để ý cả. Ừ. Cái vợ này lương hành vài triệu bạc, 6-7 triệu bạc em không để ý đâu. Rồi. Thế em làm công trình thì cũng là về máy móc, máy xúc ấy. Ừ. Thì cũng là có đồng ra đồng vào, nó không phải phụ thuộc về vợ cả, mà vợ cũng được ai làm, nhưng tất cả hầu như cơ bản là mình là người đứng mũi chịu sào nhiều nhất. Rồi, mình vợ là chính. Chỉ có một phần thôi. Ừ. Nhà cửa thì ở riêng rồi. Nhà cửa ở chung với ông bà. Ông bà nội hả? Ông bà nội. Ừ, mà việc này thì tối hôm đấy chỉ hai vợ chồng đóng cửa vào nhau chứ nhà dưới, mà mỗi mẹ đẻ thì nghe mẹ đẻ em ấy biết thôi, nghe phong phanh thôi, chưa nói, chưa biết rõ về cái vấn đề. Em chỉ bảo là nhắn tin mới dai thôi, chứ không phải đi sâu với cái việc kia. Ừ, đấy. Chứ còn là sang với bố vợ ông hôm ấy gặp là cũng nói thẳng một điểm luôn, của đấy đã đi thấy đi nói kia. Đấy, cũng nhận nỗi rồi. Khổ đấy, theo anh thì như ông ngoại, nào? Ông ngoại thì lúc ấy chắc là xấu hổ lắm đúng không? Xấu hổ vài từ trước rồi, ông bà ngoại xin lỗi con rể. Ừ. Đấy, trước mắt ướt át xem là bỏ nó thôi, từ trước giờ thôi thì nó có lớn cũng có khôn. Ừ. Mọi cái trách nhiệm như thế nào bố mẹ người đẻ ra là chịu trách nhiệm và xin lỗi con. Ừ. Tức là chú nói em con rể đấy cũng đấy. Khổ, tất nhiên là mình bí quá rồi mình phải làm thế, chứ còn chẳng có bố mẹ nào lại xui con gái mình làm những trò vậy đúng không? Vâng, thế nhưng vâng. Mà thôi thì thói quen của đàn ông, tức là cứ khi mà vợ mà hư là trả về nơi sản xuất, thế nên là vâng. Cứ hay trả về ông vâng. Bà ngoại, thành ra ông bà ngoại cũng tội. Từ có bao giờ hỏi cô rằng thế làm sao em thiếu thốn cái gì em mà em chát chít vâng đấy. Thế năm lúc là thế, kể cả thiếu thốn tình cảm, kể cả vợ chồng vẫn năm nay em 41 tuổi rồi, vợ 39 chín, phản thuế mai mà nộp đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Mà nộp bao nhiêu? Nộp bao nhiêu? Nộp tuần cứ đôi ba lần rồi đấy. Rồi thì em năm lúc cái khổ vì khỏe chứ. Ừ. Không, thật ra thế này này, người ta ngoại tình không phải chỉ về thiếu cái đó đâu. Tự nhiên nhá, vợ chồng thì quen nhau rồi, mình thì cũng khỏe, tuần nộp 2-3 lần, mạnh mẽ đấy. Thế nhưng mà
cái cậu kia ấy, thì cậu lại có cái nhắn tin đêm đêm cậu này. Vâng, đúng rồi, ngủ chưa cưng, ngủ chưa cưng. Buổi trưa là, buổi trưa là đúng nhầm đấy, căn giờ thì không năm lúc mình tự hào vậy, mình chẳng biết lắm cặp bồ đi kìa. Mà đúng chỉ buổi trưa nghỉ ngơi từ sớm 11 giờ đến 1 rưỡi mới làm cơ. Thì trong buổi trưa đấy là hai người nhắn tin với nhau, một cái tay thằng đấy là nó cũng nằm sửa xe gần đấy. Cho nên là hai người buổi trưa rỗi rãi, lần đầu tiên là chỉ là sửa xe thôi. Rồi. Đấy, trong đó rồi nhắn tin lại hộ anh hộ em cái xe rồi tình cảm nảy sinh cái dần dần. Đấy, nó phát sinh cái đấy mà rồi. Trong đấy chỉ có buổi trưa thôi. Thế mà xảy ra cái sự việc như này rất đau lòng anh. Thế bảo đang nói rằng là cái chuyện ngoại tình thì chẳng phải vì đói khát. Đấy cũng nhiều đàn ông cũng thế, ở nhà có phải vợ không đáp ứng được đâu, thế nhưng mà thấy có em kia lại ngon ngon trông lại lạ lạ. Đúng rồi. Để treo treo một tí thì đây cũng thế. Ồ rồi đấy, thôi thế mình đã biết rồi đấy, một tí làm một tạ quen. Bây giờ cứ tra hỏi làm sao em thế thì cô cũng chả biết làm sao, vì chỉ thấy bộ say nắng thôi. Ừ, thì say nắng nhưng mà nó say lâu lâu quá. Ừ. Vâng. Thôi nhưng mà thế này để mình còn may chán ấy, và mình cũng phải nhìn vào cái tích cực là cô vợ nhà mình rất là chân thật và thật thà. Cũng kể khai hết ra. Ừ. Mọi chứ cái mà... đi đứng như thế nào, mà uống nước mấy lần, đi vào nhà nghỉ mấy lần, kể cả quan hệ mấy lần, cũng khai luôn. Ồ, chứ nhiều cô vợ cũng đi như thế nhưng mà còn lâu mới khai nếu không bắt được quả tang. Đúng rồi. Chị vớ vẩn có gì đâu, đây là anh ấy trêu là chị chát chít cho nó vui, rồi là cũng có khai thì em có đi uống nước với anh hai lần thế thôi. Rồi anh ấy thì anh thích em nhưng em chả thích anh ấy, rồi cũng có cầm tay rồi em hất ra, người ta cũng sẽ khai như thế chứ không thật thà như cái bà nhà mình. Thôi thì thì tất nhiên đôi khi ra mà đừng có thật thà mình còn đỡ đau, đúng không? Chứ bạn ngồi mô tả là chơi hai lần mà lão ấy khỏe lắm, lão ấy làm thế nọ làm thế kia, khi cái sự thật thà này làm hỏng việc. Thôi nhưng mà thôi, tính người biết làm sao được. Chẳng lẽ mình lại bảo lần sau em đừng khai thật, em đã chót đi rồi đừng có. Trong cái lĩnh vực mà tình cảm này ấy, đôi khi sự thật thà làm cho người kia tổn thương nhiều hơn, đau nhiều hơn, đúng không? Vâng. Nhưng mà thôi thì chuyện mất thì đã mất rồi. Từ hôm đấy nay thấy thái độ cô thế nào? Nem nép sợ thái rồi. Độ là cũng nem nép sợ và đấy là gọi là nỗi đau xé lòng mà nỗi nhục của em. Em xin hứa và làm lại từ đầu mà chỉ có một lần này thôi chứ không phải lần sau nữa. Thật ra thì con cái này, hai đứa lớn không ai biết cả, em tốt lắm rồi đâu nào biết mình buôn bên mẹ nhà chồng và tất cả chỗ nào mà không ai biết đấy ở đâu. Mình xử lý rất là tốt, bởi vì thế này này, nếu như cô có bị bẽ mặt đấy mà thì cái người xấu hổ là mình nữa cơ. Mình cũng chả sung sướng gì, mọi người sẽ nói rằng là mày làm sao để vợ đi cặp bồ, khi người ta bảo rồi, mình yêu sinh lý liệt dương hay là mình thấy nọ đi kia mà vợ đi cặp bồ. Đúng rồi. Thế cho nên đấy, người ta cứ hay nói với nhau là xấu chàng hổ ai, nhưng mà đây trong trường hợp này xấu nàng thì hổ ai, cho nên cái việc mình ứng xử cực kỳ là tốt đấy, nói là tích cực. Cho nên còn có mở được cái con đường là gọi là quay trở lại của cô ấy. Thế thì bây giờ mình phải dựa vào mấy cái điều này để mình kết luận này. Thứ nhất, rất thật thà. Mình mới dung cây dọa khỉ, mà khỉ đã chạy tóe loe ra chứ. Không phải là cô ấy. Cô không phải là cái người cáo già, cặp bồ đến nỗi lão luyện gì rồi. Về nhà còn thách thức rồi. Nhiều người là về nhà đi sớm về muộn rồi ăn diện rồi. Lấy lý do đi chấu đi đây đi khác, buông vơi bỏ rãi chồng con. Như đây cô không có cái chuyện thế. Đấy vẫn bình thường. Thậm chí còn âu yếm hơn đấy. Rồi. Cảm tưởng em thế thì không phát hiện được chứ. Chỉ qua một cái tin nhắn mà hôm nay em bị đau chân, ma chơi củ khiến làm sao mà em bị dẫm vào mảnh chành. Xong tối không đi chơi cầu lông được, xong bắt đầu tự nhiên đi sạc điện thoại, xong mà em mới phát hiện được cái tin nhắn. Tin nhắn mọi cái vấn đề kiểu hôm rửa xe ở cái đấy. Một thiếu em có vấn đề à, tin nhắn tin bao Zalo. Nó thì cứ nói chuyện như thế, tôi mới phát hiện là bởi khai ngay ra. Khai ngay còn kịp. Không mọi cái người ta mới khai ra. Đấy đúng là các cụ câu còn là đi đêm nắm một ngày gặp ma cho đi. Khổ, đây là cái người cặp bồ không chuyên nghiệp, cho nên mới được có mấy lần đã bị chồng phát hiện và lại khai ngay. Chứ còn như thế để thấy rằng là thứ nhất là cô ấy thật thà, cái thứ hai là cái tinh thần mà cầu thị sau khi mà đã bị phát hiện ra thì bây giờ có vẻ cũng biết ăn năn hối cải hối lỗi và cuộc sống thì gia đình nó cũng không có gì xáo trộn quá mức độ, đúng không? Chứ không đến nỗi thách thức là mỗi nhà mà đau nhỏng. Tất nhiên rồi, đau chứ. Không có nỗi đau nào lớn hơn đối với người đàn ông bằng nỗi đau người vợ phản bội. Tuy nhiên, trong... mà mình chơi bời gây là giặt dẹo hay là nọ chưa. Thế thì mình nói làm gì? Mình với vợ con kể làm đồng nào hay là mọi cái còn cho vợ đi nằm đẹp thôi. Chứ không phải là gì không? Em cho vợ đi nằm đẹp trên Hà Nội Càng Nam, bác anh biết rồi đấy. Ừ.
Tốt. Làm đẹp thì ít nhất lợi cho mình nhìn nó mát mát mình rồi. Thì đấy, thì đâu ai khen vợ mày chỗ này lượng sắc thì mình cũng thích. Nó khác ngay, có thằng cái để ý ngay có chết thì không. Thì... đi làm đẹp cho hàng xóm nó ngửi. Thôi thôi, nói thế đừng có nói thế, nó lại ấy quá. Mình ngửi là chính chứ hàng xóm ngửi được mấy. Giữa cái việc tất nhiên đau rồi, buồn rồi. Nhưng giữa cái việc bây giờ phải ly tán xong bắt đầu thông báo với mọi người là làm đơn ly hôn xong lý do là cặp bồ, cô thì nhục xách túi về bố mẹ đẻ thì khóc mếu tao nuôi mày phần đấy tuổi đầu đi lấy chồng có hai đứa con rồi, xong mày lăng loàn mày khổ thế, thế là biết bao nhiêu người nhục nhã xấu hổ, hai đứa con nó biết ra, nó nhìn mẹ nó trở ra làm sao, nó bơ vơ, chẳng thể ở chung nhà rồi, cái nhà ấy lại mỗi người một nửa cũng khổ, à mà lại ở với ông bà nội lấy đâu mà mỗi người một nửa, thế thì nói chung là nó nát bét hết. Đúng rồi. Thế thì người giữa... đi lấy vợ, người đi lấy chồng. Mà này, thay đổi cuộc sống. Mình đi lấy vợ mới ấy mà. Thay đổi cả cộng đời, cả đứa hai đứa con ấy luôn. Đúng rồi, nó ảnh hưởng tới rất nhiều người. Ê, mình có đi lấy vợ mà, đã chắc gì lấy được cô nào ngon lành cành đào. Lại đi lấy một cái cô đã một đời chồng rồi, hoặc là một cái cô tuy chưa có chồng đợt đời nào nhưng mà lại cũng cũng tắc ơ thì chết. Ơ thì cũng chết đấy. Vâng. Ít nhất thì mình vợ mình cũng biết rằng là chịu khó làm ăn cũng thật thà. Vâng. Thôi. Vâng. Ừ, nó sứt mẻ một tí thì ta vá víu nó lại, cũng giống như mua cái xe đẹp về chẳng may nữa nó xô vào tường nó xước một tí thì đi chát chít nó lại vào chứ chả lẽ lại đi đập xe đúng không? Vâng, đấy thì em cũng mong muốn chương trình đình chuyên gia tâm lý đình đoàn em mai theo dõi bác lắm từ cả VTC trên đấy là tâm lý bây giờ làm xong là có cái lời khuyên đấy để thứ nhất để hàn gắn cái tình cảm và cái giảm bớt cái nỗi đau lòng của em đi rồi, nhưng mà nhắc một điều thế này này. Mất trộm rồi thì cũng phải lo mua khóa mua này để ý lưu tâm đến vợ hơn đúng một rồi, chút. Vâng, tất cả mọi cái em đều giờ định vị đấy. Rồi cứ tuyên bố thẳng đấy. Định vị đi, kể cả Zalo em xóa đi anh cũng bắt hết. Đúng rồi. Bắt thẳng cũng khai hết đây. Cứ coi như thế này anh sẽ bỏ qua đợt này nhưng mà bỏ qua có điều kiện, ít nhất cũng phải có cái theo dõi để giám sát để anh để lấy lại niềm tin. Để anh thấy chẳng hạn anh theo dõi em trong 6 tháng thấy em không có động tĩnh gì thì em dứt được. Nhiều năm nữa. Thôi, mình cũng không cần tuyên đến tận là 10 năm hay là 7 năm mà. Cần có một thời gian để lấy lại niềm tin vì em đã làm anh tổn thương và mất niềm tin. Nhưng mà cái niềm tin mà lấy lại được thì nó cần có thời gian rất là nhiều. Cho nên em phải chấp nhận cái điều đó và tin rằng cô ấy đồng ý thôi. Nhá. Vâng, có, cô ấy đồng ý. Thế vì hai nữa là... Nhưng mà em cũng lo là hai người vẫn là mà gần nhau. Trời ạ, rất... Tình cảm đi. Lo thì lo tình cũng đủ mới đến cho đấy. Tình đấy là tình người yêu cơ, còn đây cái tình chát chít buổi trưa đi nhà nghỉ thì bên chồng bắt được quả tang rồi và khai như thế rồi mà lại cô không cáo già đến mức độ là vẫn thế đâu. Nếu thế không thì cô đã không khai, còn viết là giấy đúng không, giấy trắng mực đen đúng không? Người này là ngoại tình không chuyên nghiệp. Thôi mình cứ nhìn thấy cái tích cực mà sống em ạ, trong cuộc sống mà để mình mong muốn nó cứ trọn vẹn thì em nghĩ về gia đình, nghĩ về vợ con, về các con, mà hai nữa mình đang dựng cái cơ nghiệp cái này, vợ nhà cửa ra hết rồi thì nó tu trí làm ăn thôi, mà giờ đổ vỡ này nó khổ thân bản thân mình rồi cả các đứa con nữa, phải mang tiếng cả cái gia đình dòng họ nhà mình ở quê đó, quê đấy nó xảy ra nhiều cái, nó một tiếng một bé xé ra to. Chả phải ở quê ở đâu nó cũng thế thôi, ở trên mạng xã hội nó còn là chuyện ở Hải Phòng mà vòng vào đến Sài Gòn nó đã ra chuyện khác rồi cơ mà nhá. Thôi thời gian nó cũng sẽ làm cho mình nguôi ngoai, vợ chồng lưu tâm đến nhau một chút nhá. Vâng. Thì một lần nữa cảm ơn bác Đình Đoàn và chương trình, và mong sao chương trình phát triển hơn nữa, tốt nữa. Rồi, rất cảm ơn em. Cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đình Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình anh nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ, vâng, thưa nha. Vâng, chào anh ạ. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Vâng, báo cáo chương trình, tôi vợ chồng cũng đang hiếm muộn. Từ năm 86 tôi mới xin được một con nuôi con trai, cháu mới được có mười mấy ngày thôi. Để tôi nuôi là trưởng thành thì cháu mới sinh nở, thì con dâu mỗi lần đẻ là mổ một lần. Thì cháu mổ ba lần rồi. Thì tôi muốn hỏi chương trình là nếu muốn được đứa con gái nữa thì liệu có mổ được không? Vâng, anh cũng rất là quan tâm đến vợ chồng của con trai mình và cũng rất là lo lắng, không biết là cái lần sinh ba lần sinh mổ rồi đúng không ạ?
Và một lần nữa thì không biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con dâu của mình như thế nào. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Vâng ạ, chào anh. Vâng, chào anh. Anh ơi, thế con dâu của mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu sinh năm 88 rồi. Sinh năm 88, tức là năm nay là 30 mấy đấy hả? Vâng, 35, 36 rồi. 35, 36, mà 3 lần mổ. Các cháu cách nhau có xa không anh? Các cháu của anh ấy. Cháu lớn là 2010, cháu thứ ba là 2021. Rồi. Đấy, thế là cháu lớn, tức là mỗi cháu cách nhau ba đứa, mỗi đứa cách nhau mấy tuổi? Có một hai cháu đầu thì cách nhau 2 tuổi, còn đâu cái cháu thứ ba này vừa rồi ấy là cháu cứ bảo là đẻ con gái nhưng mà cuối cùng vẫn thành con trai thì cách nhau 11-12 tuổi thôi. Vâng. Thế là bây giờ ông đang mong có thêm cháu gái hay cháu trai? Muốn cháu gái đấy để cho sau này là các bố mẹ cháu là nó đỡ vất vả, với lại mua nhà cũng nhau người mà vì gia đình là cũng không có mỗi cháu đấy là còn chính thức là con nuôi chị ạ. Thế tức là mình thấy không, mình hiếm muộn này, xong mình lại có được con nuôi và con nuôi thì rất là tuyệt vời. Nghe anh hỏi thăm và quan tâm như thế thì con nói ra thì mới biết là con nuôi, chứ nếu không thì cũng nghĩ là con đẻ, tức là thương yêu nhau, chăm sóc nhau, đúng không ạ? Đấy thì lúc mà xin thì cháu có một hơn chục ngày về khó nuôi quá, tưởng toay đấy. Vâng, đấy, nuôi một đứa nó rất vất vả. Thế thế bây giờ mong mỏi của anh là có thêm một cháu nữa, thế các con anh ấy thì có, nó có muốn con trai chị ơi, con trai cũng mong cũng con mong gái cũng mong có thêm một cháu gái. Thế nhưng mà bây giờ nhỡ có cháu thứ tư ấy nó lại là vẫn là con trai thì sao? Thế bây giờ các cháu kinh tế có khá không anh? Cũng bình thường thôi chị ạ. Hai cháu đều làm công nhân, cũng công nhân viên chức mà. Đấy, bây giờ ông bà thì cũng làm rồi, là chỉ trông cháu thôi. Vâng. Ông bà không thấy vất vả à? Có. Thế nhưng mà vẫn cứ muốn vất vả nữa. Nguyện vọng như thế là đâm ra là. À, rồi đấy, bởi vì vâng, con trai cũng muốn. Cái việc mà có thêm ấy, có thêm sinh thêm một cháu nữa thì có sao không? Thì khi mà cơ thể, tức là cháu mổ đẻ, thì cái vết sẹo ở cái dạ con ấy, rồi nó cũng sẽ lành. Tuy nhiên rằng là 2 năm sau mới nên có thai. Thế tại sao thế, là đợi cho cái tử cung nó liền vào nhá, nó khỏe mạnh để có thể nuôi được cái thai đã. Và chắc chắn rằng nếu mà nếu mà sinh con thứ tư thì cũng sẽ mổ. Đó, vì vậy cái việc mà có con thì có sao không, thì nó chỉ có một tí rích rắc là mình phải tuân thủ là đợi cho sau 2 năm này cơ thể cái người phụ nữ khỏe mạnh này, cái dạ con nó liền này, và nếu khi mang thai thì nó cũng hơi lo so với những cái người đẻ thường một chút, là cái thai, nếu điều là mình cân nhắc xem là cái mong muốn có thêm con gái ấy, để mà sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, nhưng mà nếu lại vẫn là con trai thì lại thêm một lại cố thêm nữa à, để mà cân nhắc cái chuyện là có nên có thêm con thứ tư không thôi nhá. Còn về mặt cơ thể thì nếu như con dâu mình nó vẫn khỏe và ký dạ con để cho nó hồi phục trước khi mà quyết định mang thai ấy, thì cũng đi siêu âm để xem là, chắc là bây giờ siêu âm thì cái tử cung nó cũng liền rồi, thì nó cũng không ảnh hưởng gì anh nhá. Còn cái việc mà chắc chắn là để có con gái hay không thì cái đấy mới là cái điều đáng lo ngại so với cái nhu cầu của mình có con thứ tư là để có con gái. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Cửa sổ tình yêu nhé. Vâng, xin chào bạn. Vâng,
Em chúc trước hết là các anh có một sức khỏe tuyệt vời và một gia đình thật hạnh phúc và mãi mãi luôn luôn được những lời nói chuyên gia của tâm lý học và cơ sở tình yêu cho chúng em được nghe và những lời khuyên để mừng cho chúng em được một lời sự có nghĩa là quý mến đến các anh nhé. Vâng, rất là cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn. Vâng. Không biết bạn đang băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu vậy? Vâng, em sinh năm 82 ấy. Ừ. Em lấy chồng chồng đầu tiên, em được một đứa con cháu học lớp 10 rồi. À thế em lấy ông xã, vâng, thế là hai vợ chồng em chia tay nhau. Vâng. Thế là em lại lấy chồng người thứ hai, ít hơn em 2 tuổi. Vâng. Thế là bây giờ ông xã em đi làm ấy, chẳng nghĩ gì đến vợ đến con. Em muốn gọi điện để Cửa Sổ Tình Yêu gặp anh Minh Toàn cho em một lời khuyên. Bạn sinh năm 82, tức là 34 tuổi. Thế mà con đầu đã học lớp 10 rồi cả. Vâng. Là 16 tuổi à? Vâng. Thế là 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Vâng, chưa đầy 18 tuổi. Ừ, chưa đầy 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Thế làm sao mà các bạn chia tay nhau vậy? Thật sự thì anh là em làm nghề cắt tóc. Em làm nghề cắt tóc, thế là nhiều người đến với em quá. Thế là ông xã đầu tiên em cứ tưởng là em là một người có nghĩa là lắm rồi, người ta ra tìm hiểu đến để không tìm hiểu được, tạo nói là tìm hiểu được. Mà người ta lại em không quý mến đến người ta lại cứ không quý mến đến em. Vâng. Vâng. Thế là bạn lấy chồng người chồng thứ hai là được mấy năm rồi? Em lấy được 4 năm rồi. 4 năm và con nhỏ là được mấy tuổi rồi? Cháu được 4 tuổi. Ồ, thế con đầu là ở với bạn hay ở với bố nó? Ở với bố nó. À thế à. Rồi, anh Minh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh Minh Đoàn. Bạn nãy cứ tưởng là nghe nhầm. Vì anh thấy... ơi, Cửa Sổ Tình Yêu của anh ấy, thật sự một điều cho tất cả những lời khuyên để mở cho chúng em. Không một tuần nào chủ nhật, em không bao giờ em bỏ. Mà em chỉ muốn gặp được các anh và một chị và bác sĩ Vũ Linh Phượng. Vì là thấy... anh Thành Văn là người dẫn chương trình. Hay đúng không? Dạo vâng. Cũng hay đúng không? Ban nãy có nói rằng là lấy cái bạn thứ hai này thì bạn kém mình 2 tuổi. Vâng. Thế xong rồi có con, tôi lấy 4 năm thì đồng thời có con 4 tuổi rồi. Thế bây giờ bố đi làm ăn xa và chả quan tâm gì đến vợ con nữa. Vâng. Và đi làm ấy, thật sự với anh là chúng em cũng xây được một cái nhà. Xây được một cái nhà cấp 4 năm mới lên một tầng ấy. Thế là em bị sự sinh lên nhiều quá, bị ảnh hưởng dây thần kinh và não, tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra. Thế bây giờ em cứ lên nhà ông bà ngoại em ở, em không ở dưới nhà chồng em đâu. Làm sao em vừa nói làm sao cái gì nó lăn đùng ngã ngửa? À, vậy em bị ảnh hưởng cái dây thần kinh và não bị sinh nhiều quá, vì là em chia tay, thế là em lại có đứa con đầu, thế là em cứ suy nghĩ nhiều quá nó bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não á. Thế hả? Thế vâng. Đấy là mình đoán thế hay là mình đi khám bác sĩ nói vậy? Em đi khám, em uống thuốc của bệnh viện ở dưới Hà Nội mình ấy. Vâng, em uống bệnh viện Bạch Mai, em nằm ở đấy tận hơn một tháng rồi. Em lại nằm của tỉnh bệnh viện tâm thần của tỉnh Vĩnh Phúc cũng hơn một tháng. Đấy, thế là bây giờ em vẫn uống thuốc hàng ngày. Trước kia thì em bị ngã đến nỗi mà em đập cả cằm xuống, chảy máu cả mồm, cả mũi, em chả biết gì đâu. Bây giờ thì em uống thuốc em cũng đỡ rồi, chỉ có mũi ngã ra một tí xong em lại tỉnh luôn. Này thế bây giờ thì hai mẹ con là ở trên ông bà ngoại. Vâng, em ở trên nhà ông bà còn ngoại. Còn cái nhà mà vợ chồng làm được mà cấp 4 mà có chồng tăng lên một tí đấy thì là bỏ đấy không đúng không? Vâng, em bảo ấy không, mà bây giờ bố mẹ chồng em thì cứ nuôi chó nuôi mèo ở chỗ đống nhà em ấy. À tức là mình làm nhà ngay cạnh nhà bố mẹ chồng. Vâng, lại ở ngay đằng trên đằng dưới. Này cái hồi mà lấy bố nó ấy, thì gia đình nhà chồng có gọi là ưng bụng lắm không hay là vì... Riêng anh Minh Đoàn, nói thật sự với anh, phải biết là em là một người đây có số máy này của em, không bao giờ em bỏ một chủ nhật nào em nghe. Mà riêng anh chẳng những câu nói đúng là trên cả tuyệt vời. Lúc em yêu chồng em, mẹ thật sự với anh em ước mỗi bố mẹ đẻ em. Đã em vừa chia tay với ông xã em đầu tiên, thế là em vừa chia tay được rồi có thời gian em cầm bản trích lục đấy, thế là em lại đi lấy chồng luôn. Thế là em lấy thì mẹ em lại còn nói em. À, mày phải tìm hiểu cho nó kỹ, thì mày phải liệu cho nó cẩn thận thì mới xác định việc lấy. Thế là em lấy thì người ta cũng tìm hiểu về gia đình nhà em. Thật sự nhà anh một điều, bố mẹ em cũng đẹp, đẹp về tuổi, mà các anh các chị cũng thế. Đông người cứ lắm người quý mến quá, đâm ra cứ nghĩ về cái tình yêu bên ngoài nhiều quá, đâm ra cứ nghĩ say sưa về em, không quý mến em đâu. Vâng, em chào mẹ em bây giờ, mẹ em cũng nhiều lúc mẹ em cũng không quý mến đến em.
Không, là mẹ chồng em ấy. Bố nó đi làm ở đâu? Đắk Lắk hay Sài Gòn? Làm ở trên Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Ồ. Nhưng mà lại lừa cả em là làm tận Kinh Hoàng Nghệ An cơ. Thế hả? Nói, nhiều lúc về rồi mà lại còn về giấu cả em. Nghĩ gì đến em? Chồng em về 3 ngày hôm nay rồi chưa nằm với em một tí nào. Ừ. Theo em đoán thì lý do vì đâu? Em đoán là lý do về chồng em đã có bồ đấy. Ờ, anh thì anh nghĩ thế này này. Cái chuyện bỏ thì dễ không ấy mà. Thế nhưng mà thực ra mình, em còn rất là trẻ cơ. Đúng rồi, em cảm ơn anh. Đúng, lại em cảm ơn anh. Hai đứa con này với hai đời chồng bây giờ mình lại bỏ nữa thì tự nhiên mọi người sẽ nghĩ về mình rất xấu. Đúng. Thì trước giờ thì mình làm cái nghề cắt tóc. Làm cái nghề cắt tóc thì người ta cứ nghĩ rằng là khách đến là chỉ để tán tỉnh, nhưng thật ra đấy là công ăn việc làm chứ có phải ai đi tán tỉnh suốt ngày thì mình chết à. Người ta nghĩ rằng là mình bây giờ là đang cô đơn. Cho nên là chồng thì xa vắng, cho nên là thôi thì con trai con gái, thậm chí con trai che trẻ nó cứ trêu ghẹo như thế, nó nghĩ rằng mình đang khao khát thì được, chả được thì thôi, nó cứ ngỏ lời linh tinh. Bây giờ thế này này, về nguyên tắc là em và chồng em vẫn là vợ chồng. Cái nhà bố mẹ cho để làm, có tí đất để làm nhà ấy, vẫn là của hai vợ chồng làm nên. Về mình ở thì tự nhiên thì nó sẽ ấm cúng lên, nó sẽ sạch sẽ, quang quẻ lên. Thế và hai nữa là bố nó đi công tác ở xa như thế, không gửi tiền về, thì tức là từ trước giờ mỗi một mình cũng bươn trải, cũng lo lắng được cho con ăn uống tử tế học hành, đúng không? Thì bây giờ cũng về đấy vẫn cứ duy trì cuộc sống như thế. Rồi bố nó, thứ nhất là nếu mà về với ông bà nội bên cạnh thì không thể là không về bên nhà mình. Thế còn thì nếu như bố nó nói rằng là phải chia tay hay là phải như thế nào thì mình cũng không phải là người đi ra đứng đường. Cái nhà này, cái đất này, đây là của con, đây là của vợ, các cái vấn đề mà về mặt quyền lợi cho đứa bé ấy mà. Thì mình không thể cứ, bây giờ mình còn trẻ, mình còn làm ăn được, thì mình còn nương tựa vào ông bà ngoại, chứ mình phải nghĩ tương lai dài dài một chút nữa. Ngộ nữa sức khỏe của mình nó không cho phép để mình tiếp tục cái công việc này. Thế rồi con ngày một lớn lên, nhu cầu của nó, tiền ăn, tiền học nó cũng khá, chứ không phải như bây giờ chỉ cần có cơm, có sữa là được. Em về đi, em về, nhất là cái dịp Tết đầu xuân thế này thì chẳng ai ta lôi nhau ra, ta cãi nhau cái lúc dịp Tết. Em cho con về này, thế rồi mang đồ lễ sang, vì bố mẹ có xích mích chứ còn con thì đâu có xích mích với bố, và cũng là phải gắn bó với ông bà nội. Cho bố mẹ em cứ không nhận. Mình không cần biết là người ta đối xử với mình thế nào, về mình là con dâu, con mình là cháu nội, mình cứ làm đàng hoàng cho đủ nghĩa vụ đi. Thế xong rồi, đấy cũng là một cái lời mà để ví dụ sau này người ta nói với con trai người ta là đấy, bây giờ thì thôi thì mày muốn đi đâu thì đi, là yêu ai thì yêu, như mẹ con nó ở nhà là cũng chịu khó, cũng ngày giỗ ngày Tết cũng sang bên này rồi, cũng qua lại giúp việc nọ việc kia, nhất là những dịp mà ông bà nội ấy có ốm đau gì đó, mình là cái người nhiệt tình săn sóc ở bên cạnh, người ta sẽ cảm động và người ta sẽ có một cái tác động nhất định. Còn hiện nay là người ta nói với con trai ta đấy, mày mang tiếng có vợ mà như không, vợ mày nó ôm quan bề ngoại rồi, thế là nó có coi mày ra cái gì đâu, đúng không? Mình muốn người ta yêu thương mình thì mình trao cái yêu thương ấy đi. Người ta đối xử với thế nào thì không biết, nhưng mà bản thân mình cứ phải đầy đặn đã thì rồi mình mới có lý mà nói được. Xin phép ông bà ngoại đưa con về, sửa sang lại nhà cửa, quét dọn cho sạch sẽ, mẹ con ở với nhau và đi lại sang bên ông bà nội để cho không khí gia đình nó ấm cúng lên. Và khi một cái nhà nó là tổ ấm thì cũng là một cái cách để mà vời gọi cái người chồng về. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Dạ vâng. Xin chào bạn. Dạ, cho em hỏi là kiểu xung quanh điện ạ. Ừ. Nó có mấy cái vết mà em chữa mãi khỏi. Thế à? Mấy vết gì hả bạn? Như kiểu là hắc lào mà chả biết có phải hắc lào không. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Nghe em nói em là dù bà sai cái gì mà dù bà cũng là bà đúng. Năm vừa rồi thì em mới phát hiện ra là chồng em sang sang Hải Dương ăn đám cưới thì bạn cùng đại học ấy ạ. Thế là gặp lại cái người nhưng cũ học đại học, người nhắn tin gọi điện trong một hai tháng đầu bình thường, xong đến cuối năm năm ngoái thì hai người em cảm giác đọc những cái tin nhắn các thứ rồi thì hai người nói lại với nhau, thì cái bạn này nói thì còn làm thơ, làm sức mạnh cho chồng em, rồi hẹn nhau đêm sáng đến lại,
Vâng. Em mới nói cô bé kia thì cô bé ấy dừng lại rồi. Nhưng mà chồng em cứ khó chịu, cứ thiền, mình cứ nhìn thấy vợ cứ nhìn thấy trẻ thù. Vâng. Con vừa mắt em không, mình không cần thiết với vợ con. Em cứ thấy chán, đúng giỏi. Vâng. Mà nghĩ lại nhiều thứ khó quá. Vâng. Em biết làm thế nào. Xin rất là chia sẻ về tâm trạng của bạn hiện nay. Bạn cũng đang rất là buồn vì thứ nhất là với cái mối quan hệ với mẹ chồng cũng đã không được suôn sẻ tốt đẹp đúng không ạ? Rồi là chồng thì cũng luôn khó chịu và cũng có chuyện là bạn gái này nọ kia. Rất là buồn đúng không ạ? Và cũng không biết là xử lý như thế nào. Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi trong phòng thu của chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời chị. Chị chào em. Dạ vâng ạ. Chị... cũng muốn chia sẻ với em về vì là mình cũng mới lập gia đình được 3 năm thế thì nó cũng có nhiều cái chuyện mà nó làm cho mình cảm thấy không được vui. Thế và thậm chí là mình nghĩ cả đến cái chuyện là có thể phải ly hôn. Thế nhưng mà chị thì có để ý thấy em nói một câu là nhưng mà thấy khó quá đúng không? Thấy khó quá. Thế thì cụ thể theo em thì những cái khó ở đây nó là cái khó gì hả em? Em với chồng em thì mình nhà cách nhau có vài trăm mét thôi. Cái khó nhất thứ nhất là mình có con rồi, nó mình nghĩ cho con mình ở lại mình cho con rồi sau nó không đỡ con nhà con bố con mẹ. Nhưng mà nếu mà em mà quyết định như em thì hai làm gần nhau, gia đình gần nhau sau cũng khó khăn. Tức là cụ thể là thế nào? Cụ thể là em không có, không muốn bố mẹ em bị ảnh hưởng ấy hả? Phải không? Thứ nhất là gia đình em, cuộc sống của em sau với hơn thì chưa chắc nữa, nó xuân sẻ hơn. Chưa chắc đã xuân sẻ hơn, đúng không? Tức là chính bản thân mình đấy. Tại vì ban nãy thì chị có hỏi là liệu có phải mình ngại là vì hai gia đình rất là gần nhau thì rồi sợ bố mẹ mình mang tiếng không? Thế nhưng mà ở đây thì em cũng đã nói đến chính bản thân em, tức là cuộc sống của em thì chưa chắc đã suôn sẻ hơn. Như thế tức là mình cũng đã nhìn vào cái mối quan hệ cơ bản nhất trong cái gọi là vợ chồng rồi, đúng không? Tức là chính là giữa vợ với chồng. Còn các cái mối quan hệ khác thì cũng quan trọng nhưng mà bao giờ nó cũng ở cái vòng ngoài, em công nhận không? Mà cái quan hệ mấu chốt nhất thì chính là quan hệ giữa em và chồng em. Vì khi em nói chuyện với chị Ngọc thì chị có để ý thấy là em có nói cả đến mẹ chồng mà, đúng không? Thế nhưng mà cái mà lại quan trọng hơn nó chính là cái mối quan hệ của em với chồng cơ. Thì em nói là từ khi sinh em bé thì chồng em cứ khó chịu. Thì chị cũng không rõ lắm là cái khó chịu ở đây. Khi mà em lấy chồng về gia đình này thì ai cũng coi em là người chậm chạp. Tại vì nhà em thì ai cũng là ẩu. Em là người rất là cẩn thận. Làm gì cũng bị coi là chậm chạp. Rồi mẹ chồng nói là không khéo, cả chậm chạp cũng là cũng chỉ thế kêu vậy. Thế tức là ở đây nó có một cái sự gọi là không thống nhất, đúng không? Hay nói một cách khác là nó cũng có một cái mâu thuẫn trong cái cung cách gọi là thu xếp các cái công việc ở trong gia đình. Có đúng không? Nó có vẻ như không phải là một cái gì quá lớn nhỉ? Nhưng mà còn giữa cái cách cư xử của chồng em thì cái diện bằng gia đình bên nhà em có nhiều gì đấy mà cứ né tránh rồi là có khi còn không đến. Thế thì nhà em có khi còn đi chơi bài đến đêm đến sáng về nhưng mẹ chồng em không dám nói, tại vì bà nghĩ là nhà em hay bất cần, nếu mà nói thì nó bất cần thì nó còn tỏ ra không hơn như thế nữa. Rồi chị hỏi một chút này, từ trước em có biết là nhà em là hơi bất cần như thế không? Từ trước khi yêu chồng em bây giờ là khác ngoài mùa 2 người khác nhau hoàn toàn luôn. Khác nhau hoàn toàn luôn á? Rồi ạ. Có thể nhà là... em từ trước em yêu khi yêu một chồng em với nhau thì cái gì cũng quan tâm chia sẻ. Có thể cái lúc mà hai người yêu nhau mà thì bản thân mỗi một người đều cũng rất muốn là đem đến cho cái người mình yêu những cái điều tốt đẹp nhất em ạ. Đấy, cho nên là chồng em cũng rất là muốn chiều em này,
rồi rất muốn chia sẻ với em này. Tuy nhiên, có thể là ở một khía cạnh nào đó vẫn có một số những cái mà mình không biết đâu. Thế cho nên là mẹ anh ấy thì biết tính của anh ấy mà, có đúng không? Ừ. Chính vì thế cho nên là không muốn có những cái can thiệp nó quá mạnh. Bây giờ, như em nói là liệu mình ly hôn thì nó có tốt hơn không? Có đúng không? Ừ. Như vậy là em muốn giữ cuộc hôn nhân này. Mà nếu như thế thì khi mình bước chân về gia đình nhà chồng, việc thích ứng là việc hết sức quan trọng. Và em với mẹ đều là phụ nữ mà. Thế cho nên là cố gắng tìm hiểu nhau. Em có thể lắng nghe bà, xem là những cái tâm tư tình cảm. Một người mẹ mà có con bất cần như thế, thực ra cũng đau khổ đấy em ạ. Chứ cũng không sung sướng đâu. Cho nên là em có thể lắng nghe mẹ một tí được không? Nhá. Ừ. Thế rồi là hai mẹ con, những cái thuộc về lý luận đấy mà, nhá. Hay là bà phải thế này, bà phải thế kia. Thì chị sợ, thứ nhất là điều đấy là khó. Bởi vì bà đã có một cái nếp để mà nuôi con bà rồi, đúng không? Không dễ thay đổi. Thứ hai, mình là phận con dâu mà mình lại nói là bà nhẽ ra phải thế này, phải thế kia. Thì thông thường việc tiếp thu ý kiến đấy là khó đối với những người mẹ chồng. Em công nhận không? Nhá. Thế thì chị cũng rất hy vọng là mình tìm ra được một cái cách thức tác động nào đó nó phù hợp để mà mẹ với mình có thể tác động để làm cho chồng thay đổi. Nhá. Ở chị cũng hy vọng là mọi điều nó sẽ tốt hơn. Còn nếu không thì chương trình trên đài nó rất ngắn, cho nên em có thể tìm đến các cái chương trình tư vấn trực tiếp, để khi đó các chuyên gia làm việc một cách nó kỹ lưỡng hơn thì sẽ đưa ra được những cái giải pháp nó phù hợp hơn với em nhé. Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng mong rằng hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn ạ. À, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Giang, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? À, em tháo vòng thay thế thì có kế hoạch cho em đi bỏ. Vâng. Thế là bây giờ 5 tháng rồi chưa có kinh chị ạ. Em lo lắm. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Ừ, tôi chào bạn. Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ngày em 41 ạ. À, năm nay bạn 41 rồi. Vâng. Bạn bị lỡ kế hoạch cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ? 5 tháng à? Vâng. Lần đấy thì thai bao nhiêu tuần hả bạn? À, 7 tuần 5 ngày ạ. À, 7 tuần 5 ngày, thế thì bạn chỉ... Vâng, lúc đấy em mới biết. Chắc là hút tiểu hòa kinh nguyệt thôi đúng không? Vâng. Tôi thì tôi nghĩ là cũng mình cũng không nên quá lo đâu, bởi vì thứ nhất là bạn cũng đã 41 tuổi rồi. Tuổi của bạn bây giờ này nó cũng nhiều người ta đã bước vào cái tuổi tiền mãn kinh rồi. Thế mình cũng không ngại. Ừ, cái thứ hai nữa là cũng có một số trường hợp mà người ta gọi là vô kinh thứ phát, tức là sau khi nặng hút thai thì có thể nó cũng gây ra cái hiện tượng như vậy. Em đi khám thì một chỗ thì siêu âm đầu gió chị ạ. Vâng. Thì họ bảo là em bị rúng viêm nạp. À thế ạ. Vâng. Bị mỏng quá rúng chị ạ. Vâng. Thế còn một chỗ khác thì sao? Một chỗ khác thì em lại đi xuống này không có dính viêm mạc, lại vẫn còn một chút dịch lầy 7 mm. Ừ, đấy. Theo tôi thế này, bạn hiện nay đang ở Bắc Giang à? Vâng. Bạn đi xuống dưới Hà Nội đi. Vâng, nhớ anh chị. Ừ, bạn xuống dưới Hà Nội, bạn đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương ý. Vâng. Hoặc là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng được, hoặc Bệnh viện 108 cũng được nhé. Ở những cái cơ sở đấy người ta sẽ có điều kiện người ta kiểm tra cho bạn kỹ hơn, cũng như là phải làm một số mà ở gần với nhau ấy thì mới là điều quan trọng. Cho nên là em biết là hoàn cảnh cô hiện nay thế nào, cô ở với ai, có con có cái gì không? Đang ở bên nhà ngoại ấy. Ừ. Cô có làm gì không, làm công ty hay làm nông hay làm ruộng hay là cô cũng giáo làm viên? Công nhân, nói chung là cũng đi lao động ạ. Ừ. Việc đầu tiên này này, dù cô vào trong đấy đi, đất nào cũng là đất nước ta, và trong ấy đôi khi cũng dễ làm ăn, cô phải làm ở gần. Đầu tiên cô thuê trọ ở công khu công nghiệp Đồng Nai hay Bình Dương gì đó, không đi làm xong rồi nó phải có cái va đập cọ sát, tuổi cũng toàn 30-40 rồi, không ngồi đấy mà chat chít trên mạng được nữa nhá. Đấy nó chỉ là cái ban đầu để đẩy cho hai biết nhau. Còn nếu tính nghiêm túc thì này, anh thật sự là ví dụ nói với cô rằng là chúng ta nếu có tiến tới thì chắc là sẽ không sống được ở làng. Anh thì anh chốt ở trong này rồi, bố con ở trong này rồi,
mà quay trở lại làng thì cũng có dư luận nọ kia, chứ còn anh em mình chả họ hàng hàng hốc gì, kết hôn chả có vi phạm cái gì cả. Thế thì em có muốn rằng vào đây để anh em mình gần gũi, để tìm hiểu nhau nó kỹ hơn trước khi chúng ta quyết định một cái rất là quan trọng không? Mình có thể rậm rạp mình hỏi cái công ty nọ công ty kia, để cô vào trong cô làm thuê ở đâu chả giống nhau đúng không? Thế xong rồi thời gian đầu tôi có thể cô vào trước, rồi con vẫn ở với bà ngoại, trong thời gian sau nó khấm khá ổn định rồi thì mới đưa cả con cô vào, rồi mới thấy rằng ôi cũng chịu thương chịu khó làm ăn cùng người làng ta cả, cũng quen biết rồi, hiểu biết nhau rồi. Rồi dần dần thì cô chả thèm ở nhà thuê nữa, thì cô về cô ở với bố con mình để nâng cái mối quan hệ lên tầm cao mới, coi như để cô đỡ tốn tiền thuê nhà trọ vân vân. Rồi đến lúc mà thật sự thấy chốt rồi thì các em cứ làm thôi, trước hết mình cứ làm theo đúng pháp luật, chứ còn đợi về ra mắt các cụ rồi hỏi ý kiến các cụ thì mình thứ nhất là mình cũng làm chuyên đò, thứ hai là mình cũng là người đàn ông gần 40 tuổi rồi, quyết định được rồi. Ôi rồi mai kia bây giờ có con nó bế về ra mắt một thể, còn chúng con lấy nhau trong với đăng ký kết hôn rồi, cưới ở trong rồi, cơ quan công ty cưới cho. Xong đợt này nhà con lại đang có mang thai, đang có bầu, cho nên là chưa về được, đợi cháu cứng cạp mới về, làm chuyến xe về cả hai nơi. Mình phải làm những chuyện đã rồi, sống chiến đấu và lao động học tập đầu tiên là cứ phải theo pháp luật đã nhá. Thế còn thì thế còn thì bây giờ thì hãy còn rất xa để mà nói rằng hai đứa có lấy được nhau hay không, bởi vì nó cứ chat chít trên mạng, gặp gỡ nhau chưa nhiều, va đập chưa nhiều. Hai người đang cô đơn rất dễ có thể đẩy vào nhau, nhưng mà rồi ở gần nhau rồi mới thấy tính xấu tính tốt nó nảy ra. Thế rồi phải có cái sự cọ sát rồi thì chúng ta mới đi đến quyết định được nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Đà Nẵng. Alo, Đà Nẵng đâu ạ? Alo, Đà Nẵng đâu rồi? Dạ, Đà Nẵng đây anh. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em hỏi nó liên quan đến cái chuyện cũng hơi tế nhị với anh. Em có một người vợ, em cưới năm nay em được 7-8 năm rồi. Nhưng mà trước khi em nói không phải là em là một người nhỏ mọn đã kỹ, nhưng mà tại vì vợ em nó, vì em quá yêu vợ em, nhưng mà vợ em nó là nó kể cái quá khứ của nó cho em không quá tỉ mỉ anh. Muốn quên đi thì em muốn bỏ qua cho vợ em lắm, nhưng mà em không thể nào quên được. Thì mà em vẫn yêu vợ em vẫn chăm sóc, không lo đầy đủ, không thiếu một cái gì. Rồi. Mà rất tiếc là không phải là em đòi hỏi là vợ em làm, vợ em phải cục trinh. Nhưng mà rất tiếc là vợ em đã đi là kể những cái chuyện nè. Tỉ mỉ như chẳng hạn như nó quan hệ với thằng đó, nó đứng hay nó ngồi, nó trở quần hay không đứa quần, em đau khổ vô cùng. Em yêu người ta, em không thể nào quen được. Lấy nhau bao nhiêu lâu rồi? 8 năm rồi. Thế là cái chuyện cô ta kể là 8 năm trước hay là mới kể gần đây? Kể 8 năm trước rồi, trước khi cưới nhau anh. À thế sau cái lần ý kể xong thì thỉnh thoảng từ ngày đó đến nay cô ta thỉnh thoảng có kể lại không? Không, không, nhưng mà em không thể quên được. Rồi, tức em là cái... tự giữ trong lòng em mà... Mà cái cô ấy lại thật thà quá đúng không? Mặc dù là bạn cũng không phải khắt khe là cưới một cô gái còn trinh nguyên, thế nhưng mà cái việc mà cô ta tường thuật lại cho bạn biết là cái lần quan hệ với cái bạn trai cũ ra làm sao khiến bạn bị tổn thương nặng nề trong 8 năm qua. Đúng rồi. Đúng rồi. Em không nhất thiết là người vợ anh em phải là phải còn kinh hay là quan hệ với người ta bao nhiêu lần. Rồi. Cái chuyện đó nhưng mà quan trọng là khổ nỗi cô ta thật thà quá. Chi tiết quá, chi tiết quá làm em đau khổ. Thật thà quá lại còn tả rất là chi tiết về cái việc quan hệ ta làm sao như thế nào đúng không? Dạ, em hỏi gì nói đó à. Mình hỏi cái gì khai cái đó à. Rồi, tôi hiểu rồi. Là quan hệ với em như thế nào rồi có cái quần người không người rồi đứng hay ngồi hay nằm hay như thế nào rồi người ta nói như thế là chuyện vợ chồng. Rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, bạn không phải kể thì chi tiết lần nữa làm gì cả. Lúc này thì mà giờ lỡ vợ rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ anh Đinh Toàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, rồi chào em. Dạ, chào anh Đinh Toàn. Lấy nhau 8 năm. Fan của anh đấy.
Rồi, cảm ơn. Nhưng may mày đừng có kể chi tiết gì. Đánh nhau 8 năm rồi, có bé chưa? Mấy đứa rồi? Dạ, 2 đứa anh. Năm nay 59 anh. Một đứa 8 tuổi, một đứa năm nay 5 tuổi. 5 tuổi, đứa trai đứa gái anh. Từ ngày lấy cô ấy đến giờ em thấy cô ấy có được không? Ví dụ như hình thức được không? Quá tốt anh. Của hình thức tốt này, công an được làm. Nói chung là vợ em là chỉ trừ cái quá khứ là kể dài là sao không biết mà kể chi tiết em ra thì cô ta sống với gia đình thì quá ok. Ồ thế à? Dạ. Thế công ăn việc làm tốt này, sinh hai đứa con này, sống với gia đình này tốt này, có công ăn việc làm, chịu thương chịu khó này, hình thức thì em bảo quá ok này, đúng không? Dạ, biết đối xử cha mẹ với chồng với con với anh em bên chồng và bên nói chung là gọi hai bên rồi vợ em là đối xử ok. Nói thật ra thế này này, chuyện thì nó cũng qua rồi, thế thì bây giờ mình cơ bản mình nhìn nhận về chuyện đó theo hướng tích cực thôi. Bây giờ một con người không có một ai toàn diện cả. Ban nãy anh muốn hỏi về cô ấy từ cái lúc mà lấy em đến giờ thì thấy em kể là hình thức được rồi, tốt rồi, đối nội đối ngoại, công ăn việc làm như con. Vậy thì nếu mình có chấm điểm thang điểm 10 thì cô ấy được 8 điểm đúng không? Bị trừ mất 2 điểm thật thà. Nếu như cô ấy mà không thật thà thì được điểm 10 đúng không? Thế nhưng đây là giống như kiểu làm văn mà viết chữ xấu á. Bị cô giáo văn thì rất là hay chữ không được đẹp nên cô trừ mất 2 điểm. Thì đây nên mình chấm điểm. Thay vì được điểm 10 thì được điểm 8 thôi vì trừ mất 2 điểm thật thà. Đây là mình trừ hơi quá tay chứ còn thì thật thà thật ra nó cũng là một đức tính tốt. Mình vẫn dạy con mình là có nào phải khai hết cho ba biết. Có gì phải nói với ba, không được giấu ba điều gì đúng không? Mình vẫn dạy nhau thật thà. Thế thì cô là một cô gái lớn lên từ trước giờ có thể sinh ra trong một gia đình được giáo dục là thật thà. Thôi thì chuyện đã qua rồi, có lỗi có lầm thì kể đi để người yêu người ta đến sau người ta cũng biết như thế để mà chấp nhận đấy. Em chả giấu giếm anh gì, em mới có quan hệ có 2 lần, lần trước thì thế này, lần sau thì thế kia. Thế chứ không có giấu giếm. Anh nghĩ là thà thế còn hơn cái cô nào đấy, cô ấy đi có 5 đời người yêu mà đời người yêu nào cũng rất là sâu sắc rồi nhưng mà khi mà mình hỏi cô ấy nói là dạ em chưa biết gì, em đây là lần đầu, em còn ngại lắm, eo ơi sợ lắm. Đấy, cái đấy còn đáng sợ hơn là cái sự thật thà này, đúng không? Tất nhiên là cũng là một bài học lưu ý, rút kinh nghiệm cho chị em phụ nữ rằng liên quan đến vấn đề tế nhị, đàn ông hay nhạy cảm lắm. Cho nên mình tả lướt lướt thôi. Chỉ cần nói rằng là thật sự ra em cũng không còn... Anh chị nhớ anh Bình Đoàn, giá như em làm tế nhiều, em ao ước, em sống ngày xa mà. Em đi cái xa có một mình em, giá như em ao ước, kêu... Tại chi mà vợ em nó chỉ nói là em chỉ lỡ quan hệ với người ta một hai lần rồi chấp thế thì em đỡ khổ biết bao nhiêu. Em không nhất thiết là 10 lần cũng được, không sao anh ạ. Thôi được rồi. Vợ em sao? Em ơi, chúng ta không thể ước lại được quá khứ. Cái thứ đã qua rồi không làm lại được. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn nhận nó theo cái khác vậy thôi đúng không? Ước thì có thể ước thế chứ ước cả ngày nó cũng có thay đổi gì được đâu. Vậy thì nhìn thứ nhất là vợ mình là dạng thật thà thôi, thà thật thà thế. Còn hơn là mấy anh cô giả vờ giả vịt đóng kịch, diễn đã rất là kinh khủng rồi nhưng mà lại còn cứ giả vờ như còn trong trắng thì còn kinh hơn. Đấy là cái thứ nhất mình suy tập nghĩ. Cái thứ hai là rồi ôi cô biết bao nhiêu điều tốt thì phải có một cái điều nó chưa được hoàn mỹ chứ, con người lấy đâu mà toàn diện cả. Mình cũng thế thôi, mình cũng có đâu được điểm 10, thôi trừ cho cô 2 điểm đi còn được điểm 8, trong học tập điểm 8 được xếp bước đầu là loại giỏi rồi đấy. Đúng không? Thế, thế thôi, còn bây giờ thật ra quá khứ đã qua, tương lai thì cũng ngày mai ngày mốt sẽ tới. Chú ý đến hiện tại, chịu khó mà làm mà ăn để vợ chồng nuôi con, rồi nó có kinh tế nó khá giả một chút, thỉnh thoảng đi đây đi đó, chơi bời giao lưu cho nó vui. Tương lai nó ở phía trước. Còn bây giờ mình cứ ngồi mình dằn vặt về cái quá khứ thì nó cũng chả thay đổi gì được, đúng không? Mà rồi đôi khi việc đầu tiên cô thì cô là người vô tư. Nói xong cô quên, nhưng mà mình 8 năm nay là mình ôm cái áy náy đó ở trong người, giống như là mình ngậm một viên thuốc độc ấy. Nó chưa chết ngay nhưng mà nó cứ rướm dần vào cổ mình mỗi ngày một tí rồi mình mệt mỏi. Rồi bạn đã nghe rõ được. Mà thật quan là em đau khổ á. Em đau khổ vì cô ấy kể quá chi tiết.
quên chi tiết luôn. Lỗi tại em. Thứ nhất là em hỏi, thứ hai là em không dập ngay từ ban đầu. Anh biết thế thôi, em không cần phải kể chi tiết. Nhưng mà lại còn ngồi, thế nó cởi thế nào, thế thì cô ấy chả mô tả à. Cho nên là mình đã không muốn nghe điều gì thì mình phải dập đầu. Anh không muốn nghe gì hơn, anh chỉ biết rằng là lúc này anh yêu em. Và quá khứ của em, anh hiểu rằng là em không còn trong trắng. Thế thôi đúng không? Từ nay thì anh không muốn nghe tiếp, em phải chốt lại chứ. Thôi nhưng mà chuyện đã qua rồi, hy vọng bạn sẽ bình tâm và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nam. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, em cũng xin ủng hộ được 3 năm rồi ạ. Vâng. Thì khi mà em có khi em bé đến giờ, chồng em cũng khó chịu với em ấy cả. Khi mà nói chuyện cũng chia sẻ thì không bao giờ chia sẻ cái gì cả. Mà cái gì cũng nghe mẹ chồng em ấy ạ. Vâng. Thì là bà sai. Thì là em có gì thì gì mà bà mắng em. Còn nói em nhưng mà em nghĩ là chỉ phân tích cho bà không, thì bà mắng em nọ kia thì nhà em cũng... Bác sĩ cho tôi hỏi thêm tí. Cháu nó ăn khỏe lắm bác ạ, nhưng mà nó lại không chịu ăn rau. Vâng, trong cái chuyện dinh dưỡng của nó thì mình phải làm dần dần thôi. Và chị sẽ phải có nhiều cái cách. Bây giờ bắt đầu nó lớn rồi, mình sẽ nói chuyện với nó. Để con chị nó nói chuyện với nó thì nó sẽ thay đổi thôi nhé. Đấy, cháu ăn khỏe mà lại không chịu ăn rau thì... Thì đang tuổi lớn mà bà. Mà tuổi lớn thì cần năng lượng thì phải ăn nhiều thịt là đúng rồi. Vâng, còn nếu mà vâng, còn nếu mà muốn trẻ ăn rau nhiều hơn thì chắc là bà phải biết cách chế biến để làm thế nào mà trẻ hấp dẫn với món rau của bà nhá. Vâng. Chào chị. Chào bác sĩ với lại chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào gia chị. Đình xin cảm ơn nhá. Dạ vâng, cảm ơn gia đình ạ. Vâng. Vâng. Thế tối nào ông bà nghe à? Vâng, tối nào tôi ông bà tôi nghe. Ôi giời ơi. Dạ vâng. Ấy lắm, hâm mộ cái chương trình này lắm. Dạ vâng, có hâm mộ anh Đinh Đoàn không ạ? Có. Thế à? Thế nhớ cái đoạn nào mà anh Đinh Đoàn tư vấn nhất không? Đây thì báo cáo với anh Thành Văn là chúng tôi là chưa phải đến bác Binh Đoàn tư vấn cái gì cả. Rồi, để khi nào hai ông bà mâu thuẫn ý, hoặc là ông đi với bà nào khác ý, thì là gọi cho anh Đinh Đoàn nhá. Đúng rồi, hôm nào mà ông là đi với bà nào thì mới gọi cho ông Binh Đoàn. Dạ vâng. Chào chị nhá. Vâng, thế chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, có thể thấy rằng từ nãy giờ chúng ta lại tiếp nhận hai câu hỏi của các thế hệ ông bà hỏi cho cháu. Thì có thể thấy rằng là cái việc mà bố mẹ gần gũi và chia sẻ với con cái nó hơi bị mờ nhạt đúng không ạ? Trước tiên thì trong một chương trình của chúng ta đã có hai cái vị khách gọi đến là do ông bà mà quan tâm đến chuyện của các cháu của mình. Vâng. Và vắng bóng người bố người mẹ. Nhưng thực tế ở trong cuộc sống thì cái tình trạng mà vợ chồng trẻ đi làm ăn ở xa. Vâng. Thế xong đẻ đứa con thì đưa về cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại nuôi, nó quá phổ biến ạ. Vâng. Đấy, ngoài Bắc mà kéo nhau vào trong làm trong Bình Dương, Bình Phước xong rồi Tết mới về. Thì tôi thật sự là hơi lo lo một chút thế này. Trước hết là về mặt cái tình cảm ấy. Vâng. Thế thì cuối cùng thì sau này chắc là con nó chả nhớ gì bố mẹ. Chắc may còn con nó nhớ đi ông bà nội. Ở ngoài Hà Nội thì cái đoạn là hỏi con cái rằng là con yêu ai nhất thì con yêu bác giúp việc. Bởi vì bố mẹ đi từ sáng đến tối và chăm sự nhờ bác giúp việc. Vâng. Bởi vì người ta gọi là xây dựng cái mối quan hệ thì phải gần gũi, phải chăm sóc, phải hàng ngày ở cạnh nhau thì nó mới tạo ra được cái sự gắn bó. Thế đây chắc chắn là bố mẹ đẻ rồi là con của ông bà chứ chắc không phải con của bố mẹ đâu. Cái thứ hai là đấy, nếu như còn bé mà mọi người chỉ nghĩ đến chuyện là thôi cứ gửi mỗi tháng 4 triệu, 5 triệu cho ông bà lo cơm nước cháo cho các cháu, thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất đơn giản là đấy là chăn nuôi chứ không phải chăm sóc và giáo dục. Cũng là hoàn toàn lo vấn đề đủ tiền ăn, đưa 6 triệu hai đứa mỗi tháng. Thế là thậm chí có đôi vợ chồng trẻ nói rằng em đóng cho bố mẹ, em nộp cho bố mẹ em 6 triệu để em gửi hai đứa con, mới lo được mỗi cái phần xác thôi. Mà không biết rằng là trẻ nó cần rất là nhiều thứ, mà đặc biệt là đến cái tuổi dậy thì thế này. Ông bà vừa giờ thì 68, ban nãy thì ông 65. Là một thế hệ tương đối cũ rồi. Lại cứ lấy từ mình ra rằng là bà nói là ngày xưa bà gần đi công tác, bà mới dậy thì mới có kinh, bây giờ cháu nó mới 10 tuổi mới có, thì bà tức là đối với bà rất là lạ. Nhưng nếu đây là bà mẹ 9X hoặc là những bà mẹ 8X, các bà mẹ mà
đọc rất là nhiều ở internet, rồi các bà mẹ dùng ngay ngay Facebook, Zalo, thì cái thông tin cái chuyện về dậy thì sớm là các bà mẹ trẻ không lo đâu. Đúng rồi. 9 tuổi, 10 tuổi thì dậy thì chắc chắn là cũng không phải đi hỏi bác sĩ, sẽ biết cách làm cái nọ cái kia, bởi vì cái khoảng cách thế hệ nó quá xa. Thế còn nếu nó gần thì chắc là sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Vâng. Chúng ta cũng mới chỉ hướng dẫn các bà về cái chuyện là đừng lo. Nhưng mà rồi đây, một đứa trẻ dậy thì không chỉ chuyện kinh nguyệt mà bắt đầu sao xuyến chứ. Bắt đầu lớp 4 nằm đấy mới nhớ bạn trai. Vâng. Chắc chắn nó thôi thúc ở trong người. Thế và rất dễ trở thành đối tượng bị xâm hại tình dục. Vâng. Vì bản thân cái cháu nó có cái thích cơ. Thế xong một ai đó lớn lớn mà dại dột mà sang chơi với anh hàng xóm 15, 16 mà nói rằng yêu yêu, xong anh cầm tay, xong anh ôm ấp một chút là không phải như bé để mà sợ đâu. Đây mình lại dậy thì rồi, lại còn trũng cao rồi, lại có kinh rồi, trong lòng lại có tí sao xuyến. Và người khác thì nói là yêu, cái là sẵn sẵn đàn yêu. Vâng. Và từ cái đó thì dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. Giá như được gần bố mẹ, đặc biệt là mẹ trẻ, mẹ sẽ hướng dẫn con là không cho ai đụng vào nha. Đụng thì con phải đập cho nó một phát, con hô thế này, con chạy thế kia, có chuyện gì ai đấy bắt nạt con và sờ soạng một chỗ kín hay cố tình đụng chạm, con phải nói với mẹ. Ví dụ như thế, bà già tôi nghĩ chắc giả nói cái điều đó đâu, chỉ có nói là sao mày ăn lắm thịt thế, mày không chịu ăn rau, chỉ lo đến ăn thôi. Thì cuộc sống thì nó muốn bảo tôi thì cũng chẳng dám kêu trách gì bố mẹ, bởi vì có lẽ cũng vì thì mưu sinh thôi. Nhưng mà mỗi gia đình hãy cân nhắc đi, khi mình sinh ra con, đích cuối cùng của cuộc đời là gì? Đi kiếm được tiền, xây dựng hạnh phúc cho con nó được ăn, được học, để sau nó trở thành người lương thiện, có cuộc sống tử tế. Thế mà cứ bỏ đi hết thế này, nhiều trường hợp là kiếm được cục tiền mang về thì con hỏng hết rồi. Vâng. Lúc ấy thì tôi nghĩ rằng cũng chẳng bất hạnh, tiền nhiều để làm gì, đúng không? Dạ vâng. Lúc đấy thì bác sĩ Hải cũng rất là chu đáo, là có hướng dẫn bà cách con bảo vệ để tránh xâm hại. Bởi vì là ở tuổi mà con đã dậy thì như thế thì cũng có thể mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất là khó khi mà bà truyền đạt những kiến thức đó cho cháu gái của mình. Đúng ạ. Vâng. Và thực sự là mình cũng rất là lo lắng trong những cái trường hợp như này, đúng như anh Đoàn nói. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn bám vào một chút cái hy vọng là cháu bé này nó hoàn toàn nó không bị bỏ mặc, và nó không bị một mình, nó phải tự phải đối mặt với cái sự thay đổi của nó, tự phải đối mặt với cái việc không biết là mình sẽ chăm sóc như thế nào, không biết mình bị cái này ra làm sao, có phải là vấn đề bình thường hay không, hay là lớn lên một chút nữa nó sẽ không phải tự đối mặt với cái việc là ứng xử như thế nào với các cái mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với bạn khác giới. Dù sao thì thôi, trong cái rủi còn một tí cái may, tức là nó cũng còn có ông bà. Vâng, nó còn có chị nó. Vì vậy mà mỗi một gia đình chúng ta sẽ cố gắng là cân nhắc tất cả những cái vấn đề, mình không dám gọi là lợi hay là hại đâu, nhưng những vấn đề nào nó có thể bớt nguy hiểm, hay nói cách khác là những cái thể nào mà nó thuận lợi nhất cho con mình, thì mình đặt nó lên bàn cân để mà cuối cùng mình lựa chọn những cái giải pháp nào mà có thể an toàn cho con mình nhất, anh ạ. Với cái thứ hai nữa là giả sử không được như thế nữa thì tất cả những cái người xung quanh vẫn có thể đi cùng để mà hỗ trợ. Trong trường hợp như thế này, có thể là bà cháu như thế cũng đã là quý lắm rồi anh ạ. Vâng, rồi còn chị gái cháu nữa. Và tất cả những cái người như thế, nếu như mẹ cháu thật sự ở xa, không thể nào mà ở gần cháu được, thì những cái người còn lại, những cái người ở cùng với cháu mà quan tâm đến cháu, thì tôi cho rằng nó cũng là những cái kênh rất là tốt. Tuy nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn là không gì mà có thể gần gũi với con, không gì có thể hiểu con và không gì có thể trợ giúp được cùng với con, chính là cha mẹ, đúng không? Cha mẹ. Vâng. Xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì chúng ta đang biết rằng là có một thính giả đang chờ. Và đây là thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, đúng rồi, em ở Hải Phòng ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi
tại của em là em đang bị cứ đợt vừa em đăng ký lâu rồi, thời điểm em đang bức xúc, nhưng hôm nay là vợ chồng em nó nói thế là coi như là xong rồi, nó chạy theo tình yêu rồi. Em đã ngăn cản, em phát hiện ra là quá muộn bởi vì em mãi làm ăn rồi. Thế là mâu thuẫn gì là thế? Nó mà đi bộ bịch mấy năm nay, nó cứ đi em bảo là mày bắt được tao trên cái trai trên cái dưới, mày xử kiểu gì cũng được. Rồi. Nhưng mà bắt làm sao được, em biết được làm sao cái phía đằng kia nó ai mà em bắt được. Rồi. Chỉ nghi ngờ thôi. Thế là lấy em nhau bao nhiêu năm mà lại thế? Em năm nay là 44 tuổi, mà chúng em lấy nhau năm 23 tuổi. Năm nay là con em năm nay tầm 21 rồi, nó đại học năm thứ 2. Rồi, thế bây giờ bỏ nhau rồi à? Giờ có nghĩa là muốn em không ra tòa đâu. Thế nó theo dài, tự đi cứ đi thôi, em không ra tòa, em chẳng làm điều gì sai. Vợ bao nhiêu tuổi? Vợ là sinh năm 82, năm nay là 41, nếu em 44 thì nó 41, còn nếu nó tuổi chính thì em 43, nó là 40. 40 tuổi, và bây giờ bỏ nhà đi theo giai rồi? Không phải, bởi vì cứ bức xúc cho gia đình, bởi em biết cái sự thật mà chính thức là em cứ nghĩ là nó là 2-3 thằng, thì sau này nó ghen nhau nó vỡ nở ra, nhưng mà không phải, nó trung thành một thằng, nhưng mà nó điện, nó nhắn tin vợ của một thằng kia nó phát hiện ra, nó vỡ nở ra rồi. Tóm lại là bạn thì ở quê ở Hải Phòng đúng không? Và cũng là ở Phạm Văn Dưỡng ở quê ở Cự Lai Dũng Tiến với ở Hải Phòng. Rồi, chứ không phải là không phải là đi làm ăn xa ở đâu cả đúng không? Vợ gần gũi luôn. Rồi. Và bây giờ thì vợ thì đang ở đâu có biết không? Về bên ngoại đi, còn trước mắt đi đâu thì em không còn biết. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với em, lời khuyên là em xử lý như thế có đúng hay sai. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Buồn không? Buồn quá chứ. Buồn bởi quá. Người thân trong mình mà đâm mở nhát dao sau lưng buồn quá. Đúng buồn. Rồi. Mới có 44. Bà xã thì nếu mà tính theo tuổi dương năm nay, sinh năm 82, năm nay mới có 40 tuổi mà đã. Em là 43 thôi. Một người 40, một người 43, lấy nhau 21 năm, con cũng 21 tuổi rồi. Mà lại ở cùng nhau chứ chẳng phải đi ở xa gì, tưởng là em mình em không làm ăn xa gì cả, chỉ gần thôi, không xa gì. Mình có nhận ra cái gì không, chẳng hạn vài em năm em nhận được, bởi vì là em thì tham làm lắm, em làm lũ mà có những lần nó điện Zalo với nhau ngay sau lưng quả con trai chứng kiến, mà con trai này lúc ấy bênh mẹ không dám đứng chứng kiến cái chuyện đấy được. Xong anh vợ với em vợ sang, em gọi điện sang bên ngoại thì anh vợ anh dặn em bảo là sang bảo là bố mẹ già rồi, đừng cho bố mẹ chuyện đấy, có gì đúng biết nói cho anh giải quyết là được. Ừ. Em vợ thì sang bố là chị đùng đùng thay quần mang quần áo về. Anh vợ bố chú hiền thế, anh như thế anh đuổi lâu rồi. Thôi, anh ấy mặc dù là anh vợ nhưng mà đứng về phía đàn ông đúng không? Cảm thấy cũng tội nghiệp cho người mình. Đàn ông cao lắm anh. Tốt. Anh thì không muốn nói hỏi chi tiết nữa, bởi vì em đã nói rằng là cô đã nhận lỗi hết. Vâng, cô nhận, đã nhận mấy em là đi bờ đê đi nhà nghỉ bao nhiêu lần rồi, nhưng được. Mà không hết được, bởi vì những thời đấy, bởi vì em biết là mắc lưới tình thì nó thay lắm, không thể rất ra được. Ôi, thế em thì em giỏi quá. Sau rồi, muộn mất năm rồi. Bên giờ thì em có biết là cụ thể có vợ mình có gian díu với người đàn ông cụ thể nào không, hay không, là cứ đủ loại đối tượng rồi nó phải chừng, nó phải chừng, nhưng mà sự việc này nó sống, nếu mà cảm còn sống nhau nó cắn rứt lắm ba. Rồi. Tạm thời ly thân cho mình đỡ ngứa mát đúng không? Cô ấy về bên không ngoại. Tạm thời, hôm nay là em bỏ xác định nó bước chân ra khỏi cổng đi là đi luôn, không phải không tiện là tạm thời ly thân đó. Là thôi là thôi luôn. Em còn đang rất là thất vọng và thực ra đang rất là nóng, đang nóng. Đúng là nóng mà. Điên lên là dễ chạm lòng tự ái là nhất là bét lắm. Cho nên là đúng là em cũng tỉnh táo rằng là thôi cứ tránh mặt lúc này đi cho nó đỡ đỡ. Vì mình nhìn thấy mặt, cái nét mặt lại cứ vênh vênh lên, lại còn thách thức rằng là tao đi với giai đấy mày đã bắt được chưa, chưa trai trên gái dưới, đừng có mày vân bắt vân. Chưa, là động thế, ai đi chết cơ bác ạ. Thì rồi đôi khi có những người đàn ông không làm chủ được, lại có tí rượu tí men và rồi gây án mạng. Em đang nghiện rượu mà. Thôi. Tạm thời trong trường hợp của em thì cũng là khôn ngoan, đó là giãn ra, chứ nhiều trường hợp là còn kiên quyết không cho vợ ra khỏi nhà cơ. Còn đây thì thôi, cô đi đâu đi chăng nữa mình cũng có thời gian, thứ nhất là mình bình tâm, mình ngẫm lại xem là vợ hư thật hay là mình cũng vô tâm, bởi vì mình sống cạnh vợ mà vợ có bồ 3-4 năm, và khi đàn phụ nữ có bồ chắc nó cũng phải có hẹn hò rồi, nó cũng phải đúng rồi, không phải em vô tư đâu, em đã phát hiện ra từ lâu rồi. Xong rồi nó đi nó so sánh, nó bỏ giá, nó lấy chồng muộn đi nữa, nó gặp người đàn ông tốt hơn em, xong rồi nó so sánh nọ mọi thứ, em cũng nghi rồi, nhưng mà chờ bắt quả tang thì em không biết đối phương kia là ai, em chỉ theo mình nói thì thằng đằng sau kia nó biết thừa, nó tránh luôn thì nó không thể bắt được rồi. Thế là em bảo là thôi kệ nó, để
tự sớm muộn nó sẽ vỡ nợ ra. Mà vỡ nợ ra là đến bây giờ là hơn 3 năm. Trời ơi. Thế mình cũng là cái người mà cũng gọi là bình tâm kiên trì, chứ còn để đợi mà bắt được quả tang thì khó. Không bắt được quá. Không thể bắt được đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ thế này, các con thì một đứa 21, một đứa bao nhiêu tuổi? Một đứa năm nay học 7, một đứa năm nay đại học thứ 2. Rồi đại học năm thứ 2, một đứa 7 tuổi. Các cháu nó đều lớn, nó đều hiểu chuyện rồi. Vâng. Thực ra thì không phải nó bênh mẹ nó đâu, mà nó biết rằng nếu như mà chuyện này đến tai bố thì chắc cái nhà này tan, mà nhà tan thì nó cũng chẳng sung sướng gì khi mà lại phải lựa chọn theo bố hay theo mẹ. Cho nên là các cháu mình đừng có nghĩ rằng là nó vào hùa với mẹ nó che giấu, mà nó chỉ muốn rằng là nó không muốn cái nhà này mất. Không, em biết rồi, nó rồi hôm nọ là vợ em tự khai hết mọi chuyện, đi bờ đi nhà nghỉ khai hết. Nên là nó bảo là bây giờ tao với bố mày chia tay thì đứa nào đi theo tao, có nghĩa là đến mức tòa ghi lị. Đến mức này, mức độ này là em không ly dị mà em chẳng làm điều gì sai, em không ly dị. Mặc xã hội muốn đến chuyện gì thì đến. Rồi em cứ ở nhà em nuôi con em. Đây thứ tạm thời mình nghĩ thế, nhưng mà rồi nếu như một mai, thật ra người phụ nữ mà đôi khi vướng vào lưới tình cũng dại dột lắm. Người ta ăn vụng thế thôi, người ta chỉ thích đi ngủ với mình vậy thôi, chứ còn nếu bây giờ mà cô lại bỏ chồng bỏ con xong trở thành người phụ nữ 40 tuổi lang thang ấy, mà sẽ thành đinh đường ngay. Không có ai người ta lấy một cái người đàn bà mà lại có bỏ chồng với lại có hai con lớn như thế mà còn đi theo trai. Cho nên là đàn ông thì sẵn sàng là nếu mà dễ dãi thì người ta sẽ vui vẻ với, nhưng mà để tiến xa và có chuyện xây dựng mối quan hệ tình cảm thì chắc là khó đấy, đúng không? Vâng, đúng rồi, lâu dài là không có. Nhưng mà bây giờ là đang nói rằng vợ em là lấy chồng quá sớm, trong bây giờ bắt đầu nó hình như nó bây giờ mới lớn. sinh được hai đứa con, bây giờ bắt đầu nghĩ đến cái chuyện nọ chuyện kia. Thôi, trước mắt thì tạm thời như thế, nhưng mà nếu như có được cái công việc gì đó, bởi vì em cứ ở nhà xong em ngồi em nghĩ nó cay, mình thì tham làm rồi mình vun vén cho vợ cho con, mình chẳng cờ bạc rượu chè, thậm chí mình chưa bao giờ gái mú gì, thế mà vợ nó lại hư như thế, mình cứ ngồi mình ngẫm mình cay, rồi mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mình sẽ không làm ăn gì được nữa. Lắm lúc em muốn còn chết luôn trước luôn. Thôi việc gì phải chết em ơi, vì gọi là lỗi đến đâu thì xử đến đấy, hư thì bỏ là cùng, chứ việc gì mà bị đời mình phải chết thì cũng lại sướng. Nhưng mà cay đắng lắm chuyên gia, mà cay đắng lắm, bởi vì người đâm theo lưng mình cay đắng lắm, không thể chấp nhận được những chuyện như này. Rồi em còn nói được câu đấy nghĩa là cũng chưa chết được, không sao đâu. Bây giờ thì em phải cố gắng sống để nuôi con em. Rồi cố gắng sống tốt để nuôi con nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, em chào anh chị ạ. Vâng. Thì câu hỏi của em gọi đến chương trình thì em năm nay 34 tuổi. Vâng. Em năm nay 33 tuổi ạ. Vâng. Thì chúng em mới kết hôn được 3 tháng nay ạ. Trước đây em chưa kết hôn ấy, thì cái nhu cầu sinh lý nó cũng cao ấy. Vâng. Nhưng mà từ khi em lấy vợ và dính luôn cái đợt thì em bị Covid. Thế à? Thì em thấy sức khỏe là nó không có ham muốn tình dục nữa. Thế à? Vâng. Khi mà có quan hệ thì nó có hai trường hợp. Một lúc thì em đang quan hệ thì nó tự nhiên nó xì và không muốn quan hệ nữa. Mặc rồi. Dù mình rất muốn ạ. Rồi. Có lúc thì nó lại có quan hệ được nhưng mà em lại không xuất ra được. Thế à? Và rất là mong muốn vì hai vợ chồng cũng có tuổi rồi ấy anh. Thế à? Có em bé chưa? Và cũng đang, tại vì mới cưới là mọi người cũng rất là mong là có em bé nên là mong chương trình cho em lời khuyên để em có thể có em bé và chữa trị. Bị Covid lâu chưa? Cách đây bao lâu rồi? Khoảng độ 2 tháng ạ. À, bị Covid cách đây 2 tháng và cưới vợ thì là 3 tháng nay đúng không? Dạ vâng. Thế cuối cùng là sau khi bị Covid thì là chả làm ăn được gì nữa, mà làm thì nó không thành công đúng không? Vợ có bị Covid không? Vợ cũng bị ạ, nhưng mà cô ấy thì nhu cầu vẫn cao ạ. Thế à, thế là tiêm mấy mũi rồi? Em thì ở Hà Nội thì em tiêm 3 mũi đấy ạ. Tiêm 3 mũi, và thêm một mũi thứ tư tức là bị Covid dương tính rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có biết là cái hiện tượng như bạn nói thì nó có liên quan gì đến Covid hay không? Trước đấy thì cũng nhu cầu là có và rất là cao như bạn nói đúng không? Thế trước khi, trước khi lấy nhau thì đã có quan hệ chưa? Thì trước thì bọn em chưa, nhưng mà em đi làm ăn ở trên Hà Nội ạ. Hay là đi các tỉnh khác thì em vẫn nếu mà nhớ quá vẫn thèm thì vẫn thủ dâm thì em vẫn thấy là nhu cầu cũng cao anh ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tóm lại là trước khi kết hôn là chưa có quan hệ tình dục với ai cả đúng không? Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Tôi cũng thấy nhiều hậu Covid thì chỉ có mất ngủ nè hay là
ho nhiều hay là đau ngực hay là gì thôi, chứ còn cũng chưa thấy có ai phàn nàn nhiều là hậu Covid mà lại ảnh hưởng tới đời sống tình dục, đặc biệt là có vẻ như là rối loạn cương dương nhỉ. Tôi cũng có thể nó là một cái